Rồi. Đấy. Rồi. Cái kịch bản của cái cuốn truyện tranh ấy nó sẽ chiếm trên 50% chất lượng. Tranh vẽ có thể không đẹp nhưng kịch bản hay thì câu chuyện nó vẫn hay. Thậm chí câu chuyện nó không có tranh nhưng mà nó vẫn hay nếu mà nó thực sự là cái câu chuyện hay. Có đúng không ạ? Chuyện chữ nó cũng hay rồi. Đấy thì mình phải chuyển thể từ cái câu chuyện chữ mà nó hay thì nó ra truyện tranh nó sẽ hay. Cái câu chuyện hay ấy thì nó sẽ phải có những cái ý nghĩa, nó sẽ phải có những cái bài học, nó sẽ phải có những cái công thức, và chút nữa thì chúng ta sẽ đi các cái bước để tạo ra cuốn truyện hay, cái câu chuyện hay là như thế nào, các cái công thức để chúng ta tạo ra cái kịch bản hay là như thế nào. Đấy, và tại sao cái câu chuyện đó lại hay và tại sao cái câu chuyện này nó lại không hay nhá. Rồi cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ học về cách vẽ. Đấy, vẽ làm sao cho nó thống nhất, vẽ làm sao cho nó đẹp mà người ta không chê được điểm nào, đúng không ạ? Rồi cái thứ ba nữa đấy là mình học cách để ghép vào với nhau giữa cái nội dung và cái vẽ, chúng ta ghép vào cùng với lời thoại, cùng với lời dẫn, đấy, cùng với việc mình làm trang bìa, làm trang cuối như thế nào, đúng không ạ? Nó có những cái công thức, nó có những cái quy tắc, có cái nguyên tắc thì chúng ta cứ làm theo những cái công thức đó thì tự nhiên nó hay. Giống như là chúng ta đi hát karaoke ấy, chúng ta có thể giọng chúng ta không hay lắm nhưng chúng ta chỉ cần hát đúng nhạc, đúng vần, đúng âm, đúng nhịp là đã hay rồi, đã gọi là dễ nghe rồi, đúng không ạ? Đấy, còn ca sĩ mà hay nữa thì nó luyến láy rồi trầm bổng các kiểu thì cái đấy tính sau, nhưng ít nhất là mình phải nhận đi theo cái nhịp độ của cái bài hát đó. Thì vẽ truyện tranh cũng vậy, chúng ta có những công thức mà làm theo đúng công thức thì tự nhiên nó hay. Ok nhé. Rồi. Có 3 phần như vậy và phần kịch bản chiếm 50%, cho nên là Huy sẽ hướng dẫn anh chị em kỹ cái phần kịch bản ngày hôm nay. Đó. Và để mà có phần kịch bản thì anh chị em chúng ta nhớ này, là tất cả chúng ta sẽ được tặng cái cuốn sách là làm truyện tranh bằng AI. Tại sao Huy lại tặng cái cuốn sách này? Bởi vì khi mà anh chị em làm ấy thì có thể anh chị em sẽ vướng lúc mà mình học xong lý thuyết mình quay vào thực hành, có thể mình vướng, thì Huy đã tổng hợp những cái kiến thức ở trong cái cuốn truyện này rồi, cuốn sách này rồi, anh chị em có thể đọc lại để chúng ta khi mà chúng ta cần cái đoạn nào đó thì chúng ta dở ra chúng ta đọc lại để chúng ta nhớ hơn, đúng không ạ? Rồi vừa rồi Huy đã hướng dẫn anh chị em về các bước để làm truyện tranh, các bước làm truyện tranh, được chưa? Thì đầu tiên bước 1 đó là chúng ta lên ý tưởng. Ở đây thì bắt đầu Huy đi vào chi tiết. Lên ý tưởng thì có hai cái hướng như sau. Hướng thứ nhất đó là chúng ta chuẩn bị ở trong đầu mình ấy là một cái nội dung. Thì chúng ta phải trả lời mấy câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất đó là gì ạ? Đó là cái cuốn truyện của chúng ta sẽ hướng đến đối tượng độc giả là ai? Được chưa? Anh chị em có thể ghi xuống cái đoạn này. Thứ nhất là độc giả của chúng ta là ai? Chúng ta vẽ truyện tranh cho người lớn hay cho thiếu nhi, cho trẻ em tiểu học, mẫu giáo hay là cho cấp 2, cấp 3. Đấy, cho nam hay cho nữ. Đó, ví dụ như là Thủy thủ mặt trăng chẳng hạn thì là dành cho nữ. Đấy, nhưng mà là gì ạ? Lại Tsubasa chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là siêu quậy Teppy chẳng hạn đấy, thì lại cho nam, kiểu kiểu như vậy. Đấy. Thì sẽ tùy vào cái độc giả mà chúng ta chọn ra kịch bản nó phù hợp. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta lựa chọn đến cái bài học. Thứ nhất là độc giả, thứ hai là cái bài học mà chúng ta muốn hướng tới là gì? Cái bài học mà chúng ta muốn độc giả họ họ nhớ tới là gì? Chúng ta có thể một bài học, có thể lồng ghép một bài học hoặc 2, 3, 4, 5 bài học. Thì tùy vào cái độ dài của cái câu chuyện của chúng ta mà chúng ta đưa vào đấy cái bài học là gì. Ví dụ như này, ở trong cái cuốn sách này của Huy á, thì Huy vừa vừa giảng Huy vừa chia sẻ cho anh chị em cuốn sách để anh chị em biết cách để chúng ta đọc cái cuốn sách này. Đó là chúng ta có gì ạ? Có, ví dụ ở đây Huy có 50 cái đức tính tốt cần rèn luyện. Thì đây là gì ạ? Đây là những cái mục tiêu mà chúng ta hướng tới. Ví dụ như là chúng ta muốn hướng tới cái sự là kiên trì bền bỉ,
đấy, hay là tự giác tự chủ, hay là cởi mở linh hoạt, hay là lắng nghe quan sát. Rồi đấy, chúng ta đã có sẵn những cái đức tính mà những cái bài học để mà chúng ta đưa vào đây cũng chỉ là những cái đức tính, những cái bài học mang tính chất ví dụ thôi nhé, nó chỉ mang tính chất ví dụ thôi chứ không phải là tất cả. Không thể nào mà nói rằng là tất cả các cái bài học trong các cái cuốn truyện thì nó đều đều quy về những cái này được, nhưng mà về cơ bản đây là những cái ví dụ đó để chúng ta có thể biết được, ví dụ lòng biết ơn, khám phá, tìm hiểu, học hỏi, giữ vững niềm tin, định hướng, đấy, duy trì mối quan hệ tốt đẹp, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề. Đấy. Thì Huy sẽ bổ sung thêm về những cái yếu tố mục tiêu cho cuốn truyện của chúng ta về sau nữa nhá. Đấy, như vậy là chúng ta có hai cái cả để chúng ta quan tâm khi mà bắt đầu vẽ truyện tranh, đó là gì ạ? Bắt đầu vẽ truyện tranh thì chúng ta phải nhớ rằng là gì ạ? Là chúng ta phải quan tâm đến độc giả. Đấy. Cái số 2 đó là gì ạ? Bài học chúng ta hướng tới cho đối tượng độc giả đó là gì? Rồi, sau khi mà chúng ta có hai cái định hướng này rồi thì lúc đó thì chúng ta sẽ tìm ra được cái kịch bản của mình dễ hơn. Và để tìm ra kịch bản của mình thì có hai cách. Đấy. Cách 1 đó là sử dụng gì ạ? Sử dụng chat GPT và các AI tạo nội dung khác. Thì ở đây thì Huy hướng dẫn anh chị em sử dụng chat GPT, và chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em sử dụng một con gọi là siêu siêu kinh điển chuyên dụng để viết truyện, mà không chỉ là viết truyện mà viết cả tiểu thuyết luôn nhá. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng chat GPT để lên ý tưởng, thì chúng ta có thể sử dụng những cái câu như sau: hãy gợi ý cho tôi 10 tác giả viết truyện tranh thiếu nhi nổi tiếng thế giới, văn phong hài hước ly kỳ hấp dẫn, có giá trị nhân văn giáo dục cao. Đấy, thì nó sẽ cho chúng ta gì ạ? 10 tác giả truyện tranh thiếu nhi. Đấy, Huy lấy ví dụ nha, Huy copy này. Đấy. Huy đưa vào đây là chat GPT này. Rồi. Đó. Thì nó ngay lập tức nó sẽ gợi ý cho chúng ta 10 tác giả viết truyện tranh nổi tiếng thế giới. Đấy. Với cái văn phong hài hước ly kỳ hấp dẫn, có giá trị nhân văn cao. Thì chúng ta sau khi chúng ta có tên tác giả rồi ấy, thì bắt đầu chúng ta mới yêu cầu nó đóng vai là cái tác giả đó, sau đó là gì ạ, sáng tác cho chúng ta một cuốn truyện tranh theo cái phong cách của ông ấy, đúng không ạ? Ví dụ như là ông Roald Dahl này, ông là tác giả của nhiều cuốn truyện thiếu nhi kinh điển đấy. Bây giờ nếu mà chúng ta không tin tưởng lắm, chúng ta có thể là gì ạ? Copy cái thằng này. Chúng ta đưa lên Google, chúng ta search. Đấy, xem có ra cái ông này không. Nhá. Đây. Đấy. Đây. Tác giả thiếu nhi người Mỹ vẽ tranh biếm và người vẽ tranh biếm họa, ông biết đến như là công việc viết và vẽ minh họa cho 60 cuốn sách dưới bút danh này. Tác phẩm của ông bao gồm nhiều cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng nhất mọi thời đại, bán được hơn 600 triệu bản và được dịch ra 20 thứ tiếng vào thời điểm mà ông qua đời. Ông qua đời ngày năm 1991, tức là cách đây khoảng độ 20 năm rồi, 30 năm rồi. Đấy, mà ông đã bán được 600 triệu bản với 20 thứ tiếng. Và từ đó đến nay thì chắc chắn nó con số đấy còn tăng lên nữa. Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Và rất nhiều cái tác phẩm. Đó, đại khái như vậy để chúng ta biết được cái tác giả mà chúng ta định hướng tới là ai. Được chưa? Và chúng ta đấy, biết thêm những cái tiêu đề này. Đấy, trứng xanh răng bông này, hop on pop này.
đấy, con cáo trong vớ này, đấy, kiểu kiểu vậy, hiểu không ạ? Đấy, đó, đó. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta biết được cái cuốn truyện của ông ấy, chúng ta đọc cái cuốn truyện của ông ấy, chúng ta thử xem là cái văn phong của ông nó có phù hợp với cái mong muốn của chúng ta hay không. Nếu mà không hài lòng với ông này thì chúng ta lại đi chọn lựa với ông khác. ChatGPT lịch sự thế còn biết xin lỗi nữa. À, bình thường là cứ thế viết thôi, hôm nay lại còn biết xin lỗi. Tốt. Đấy. À, sau khi mà chúng ta có tác giả rồi thì chúng ta bắt đầu dựa trên cái văn phong của cái tác giả đó. À, ví dụ như là cuốn sách của Kinner xoay quanh cuộc sống hàng ngày của một học sinh trung học và chứa đựng những tình huống hài hước đồng thời mang lại bài học giá trị. Đấy. Đấy. Đây là Dark Pinker này, tác phẩm kết hợp giữa tranh và vẽ và văn bản tạo trải nghiệm độc đáo có sức hút cho độc giả nhí. Đó, được không ạ? Rồi. Đấy là cái cách đầu tiên. Đấy, sau đó thì chúng ta sử dụng cái câu lệnh là gì ạ? Hãy gợi ý cho tôi. À, đây. Hãy đóng vai. Đây. Hãy đóng vai. Hãy đóng vai là tác giả số số 8. Tác giả số 8. Đấy. Và sáng tác cho tôi một câu chuyện ngắn hấp dẫn cho trẻ em từ 8 đến 10 tuổi. Với bài học về sự bài học về 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 tinh thần dũng cảm. Đấy. Dũng cảm. Đấy. Đấy. Tình bạn và gì ạ? Và sự yêu thích khám phá. Đấy. Tức là ở đây chúng ta cho luôn cái gì ạ? Chúng ta yêu cầu là đóng vai vào tác giả đó, đúng không ạ? Sáng tác cho một cái câu chuyện ngắn. Đấy. Dành cho đối tượng độc giả là trẻ em từ 8 đến 10 tuổi và với bài học mà chúng ta mong muốn là gì? Vừa rồi chúng ta nhớ là gì ạ? Chúng ta tập trung vào hai thứ, thứ nhất là độc giả, thứ hai là gì ạ? Là bài học mà chúng ta muốn hướng tới. Có đúng không ạ? Đấy. Sau đó chúng ta nhờ ChatGPT đóng vai là tác giả đó, sau đó là gì ạ? Viết một cái câu chuyện, sáng tác câu chuyện ngắn. Đó. Câu chuyện ngắn này thì chúng ta có thể ghi vào đây nó là khoảng độ 300 từ. Ví dụ thế. Rồi. Đây là một trong những cái cách để mà chúng ta tạo ra được một cuốn truyện. Được chưa ạ? Người thợ kim hoàn bất tài. Ông này là người nước ngoài cho nên là nó sẽ gì ạ? Nó sẽ viết bằng tiếng Anh, không sao cả anh chị em nhé. Viết bằng tiếng Anh thì càng dễ cho chúng ta, bởi vì sao ạ? Viết bằng tiếng Anh thì cái câu chuyện nó sẽ rất là hay. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách để chúng ta dịch sang tiếng Việt. Rồi. Cách số 2 nữa đó là chúng ta có một cái phần mềm nó gọi là Novel AI.net. Novel AI.net, đây là một thằng viết kịch bản, viết tiểu thuyết gọi là đỉnh cao luôn. Hơn hẳn ChatGPT. Anh chị em lưu ý Huy nói không hề sai tí nào, hơn hẳn ChatGPT, ChatGPT không thể nào làm được như con này. Đấy, hoặc là để mà làm được thì sẽ rất là vất vả. Đấy, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ là gì ạ? Yêu cầu dịch qua tiếng Việt. Đấy. Với giọng văn
giống như người thật, dịch qua tiếng Việt nhưng mà phải giọng như người thật kia chứ không phải là máy nhá. Ừ, được chưa? Người thợ kim hoàn bất tài này, ngày xưa trong ngôi làng yên bình Evergreen có một cô bé tên là Lily. Cô bé có một trái tim đầy tò mò và tình yêu sâu sắc dành cho cuộc phiêu lưu. Người bạn thân của Lily là một chú mèo tinh quái tên là Oliver, người thường đi cùng cô trong những cuộc khám phá. Một ngày nắng đẹp, một lời đồn lan truyền khắp ngôi làng về một kho báu bí mật được giấu trong khu rừng phép thuật. Người ta nói rằng kho báu đó có sức mạnh ma thuật, có thể mang lại sự thịnh vượng và niềm vui cho người tìm ra nó. Sự hào hứng tràn ngập khi cả trẻ em lẫn người lớn mơ ước với cuộc phiêu lưu mạo hiểm này. Đấy, khu rừng phép thuật, khu rừng đầy cây cao, hoa tươi, sắc màu và những sinh vật kỳ diệu. Họ tiến xa trong rừng, đối mặt với nhiều thử thách. Họ gặp một con sông nguy hiểm, nhưng với sự quyết tâm Lily và sự thông minh của Oliver, họ đã xây dựng một cái cầu vững chắc để vượt qua. Họ đối mặt với một câu đố từ chú, một con cú già khôn ngoan. Với sự thông minh của cả hai, họ giải quyết được. Đây chính là cái sự gọi là chung chung của ChatGPT. ChatGPT thường ấy, nó sẽ gì ạ? Nó sẽ đưa ra những cái câu chuyện nó rất là chung chung. Nó rất là chung chung. Cho nên là gì ạ? Việc của chúng ta đó là phải yêu cầu nó viết chi tiết hơn. Đấy. Yêu cầu nó viết chi tiết hơn nhá. Ví dụ như cái đoạn này, chúng ta yêu cầu nó gì ạ? Hãy viết cái đoạn này chi tiết hơn, thể hiện cái sự khó khăn và sự vất vả. Đấy, cũng như là các cái tình tiết gay cấn để Lily và Oliver vượt qua được cái thử thách này. Đó. 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 Còn nếu không ấy thì đây nó chỉ là một cái gì ạ? Một cái cuốn truyện nó mang tính chất là tóm tắt thôi. Nó không phải là cái cuốn truyện ngắn mà hấp dẫn như chúng ta mong muốn. Được chưa ạ? Và để viết một cuốn truyện ngắn hấp dẫn thì chúng ta lưu ý này, đó là chúng ta lưu ý này, rồi để viết một cuốn truyện ngắn hấp dẫn thì chúng ta có một cái đoạn đây là 7 bước, 7 thành phần tạo ra ngàn câu chuyện ngắn hấp dẫn và lôi cuốn này. Đó. Thì cái bước 7 bước hay là 7 thành phần để tạo ra cái cuốn truyện hấp dẫn đó là gì ạ? Tất cả các cái câu chuyện khi mà chúng ta đọc hoặc là những cái bộ phim, kể cả là phim Hollywood hay là phim gì cũng thế thôi, thì chúng ta sẽ thấy là có 7 bước này sẽ xuất hiện. Thứ nhất, đó là giới thiệu về bối cảnh. Đây là nền tảng cho câu chuyện đưa người đọc một thế giới mới, một môi trường đặc biệt. Bối cảnh giúp xác định thời gian này, không gian này và hoàn cảnh của câu chuyện, làm cho người đọc dễ hình dung và hòa mình vào câu chuyện đó. Chúng ta khi bắt đầu một cái câu chuyện cổ tích, bao giờ chúng ta cũng có câu là gì ạ? Ngày xửa ngày xưa, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta xem một cái bộ phim viễn tưởng chẳng hạn, thì nó sẽ ghi là gì ạ? Là trái đất năm 2500 bao nhiêu đó. Thì tương lai, tức là gì ạ? Trái đất là gì ạ? Là địa điểm, thời gian là năm bao nhiêu đó, đúng không ạ? Hoặc là đưa chúng ta về lịch sử, đúng không ạ? Ví dụ như là Đức Quốc xã năm 1945, ví dụ như là Sài Gòn năm 1975, ví dụ thế. Thì bao giờ cũng thế, nó có địa điểm và thời gian cộng với cả cái bối cảnh, cộng với hình ảnh đó. Đấy, và khi mà chúng ta xác định thời gian, không gian thì chúng ta cũng phải hình dung ra là cái câu chuyện đó nó diễn ra như thế nào, và sau đó chúng ta đưa ra những cái gọi là phát triển nhân vật dựa trên cái bối cảnh đó, đúng không ạ? Rồi, cái tiếp theo, bước số 2, đó là giới thiệu nhân vật chính. Nhân vật chính thường có một hai hoặc nhiều nhân vật chính. Tuy nhiên, với những cái câu chuyện ngắn thì chúng ta lưu ý là giới thiệu ít nhân vật chính thôi. Đấy, ít nhân vật chính thì sao ạ? Thì câu chuyện nó sẽ hay. Đó. À, chúng ta sẽ có những nhân vật phụ nữa nhé. Nhân vật chính là trung tâm của câu chuyện, người mà người đọc sẽ theo dõi, cảm thông. Đấy, hãy tạo ra nhân vật chính độc đáo, chi tiết để người đọc có thể liên kết và quan tâm đến họ.
Và đặc biệt nữa, cái đối tượng mà chúng ta hướng tới là ai ấy, thì cái nhân vật chính nó phải giống giống với cái đối tượng đó. Huy nói ví dụ như này, nếu như đối tượng của chúng ta là gì ạ? Là các bạn nhỏ 8 đến 10 tuổi, thì cái nhân vật chính ở trong cái câu chuyện đó phải là một cái bạn nhỏ 8 đến 10 tuổi. Để làm gì ạ? Họ nhìn thấy họ ở trong câu chuyện. Nếu câu chuyện đó là một cái câu chuyện dành cho người lớn trưởng thành, thì cái nhân vật ở trong đó nó phải có dáng dấp liên quan đến cái gì ạ? Cái độ tuổi đó. Đấy, nếu như mà câu chuyện dành cho thiếu nhi, cho các bạn mầm lớp lá, thì cái nhân vật nó phải là những cái con vật ngộ nghĩnh, rồi những em bé, đúng không ạ? Đấy, thì nó mới sẽ gần gũi. Rồi, bước số 3 đó là các cái nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện giúp tạo ra mâu thuẫn, xung đột trong câu chuyện. Họ thường đại diện cho những gì đấy nhân vật chính phải đấu tranh để chống lại. Nhân vật phản diện cũng cần phải độc đáo, phức tạp, khiến người đọc phải hiểu biết về họ. Khi mà giới thiệu nhân vật phản diện ấy, chúng ta lưu ý một điều đó là gì ạ? Đó là cái động lực mà khiến cho cái nhân vật phản diện đó, họ ví dụ như là nhân vật phản diện nó xâm chiếm trái đất cả. Thì cái lý do gì mà nó lại xâm chiếm trái đất? Mình phải nêu bật ra cái lý do đấy của họ. Rồi cái nhân vật phản diện nó ví dụ như là mụ phù thủy ở trong cái câu chuyện là Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn chẳng hạn, thì cái mụ phù thủy đó tại sao lại ghen ghét và muốn giết hại công chúa, thì chúng ta phải nêu bật ra cái lý do của cái gì ạ? Cái nhân vật phản diện đó. Đó, nhân vật phản diện thì là tạo hình của nhân vật phản diện là phải đối lập với cả nhân vật chính. Ví dụ nhân vật chính là oai phong lẫm liệt thì nhân vật phản diện thì phải là gì ạ? Là phải xấu xí bẩn thỉu. Đấy, nhân vật chính là xinh đẹp, cao quý thì nhân vật phản diện thì phải làm sao ạ? Già nua, xấu xấu xí, rồi là gì ạ? Là gì ạ? Độc ác. Đấy. Thì cái khi mà chúng ta tạo hình hay là mô tả cho nhân vật chính và nhân vật phản diện là chúng ta phải tạo ra sự đối nghịch, tạo ra cái sự gọi là đối chọi, đúng không ạ? Thì nó càng đối chọi thì càng hấp dẫn. Thêm một cái yếu tố nữa đó là gì ạ? Đó là mối quan hệ giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện. Chúng ta phải mô tả cái mối quan hệ giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện, đúng không ạ? Hai cái nhân vật này nó có cái liên hệ gì với nhau hay không? Đấy. Ví dụ như là cùng sinh ra ở trong một cái vùng đất, hoặc là người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất chẳng hạn, và người anh hùng là bảo vệ trái đất. Đấy, thì mối quan hệ đấy là gì ạ? Nó liên quan đến đối chọi là hai bên với nhau. Đấy. Rồi. Nhân vật phản diện thì chúng ta cũng cần phải mô tả cái đặc điểm tính cách của họ. Cái đặc điểm tính cách của nhân vật phản diện nó giống như là cái việc đặc điểm nhân vật của cái nhân vật chính cũng vậy. Được nhỉ? Đó. Thì cái tính cách, miêu tả tính cách của nhân vật chính bao gồm cả ưu điểm và khuyết điểm, giúp người đọc hiểu rõ hơn về nhân vật chính, cảm thông với họ. Đấy. Nhân vật chính không phải lúc nào cũng là siêu anh hùng, đấm đâu đánh đâu thắng đấy. Nhân vật chính cũng có những cái nhược điểm, cũng có những cái yếu điểm. Nhưng cái quá trình mà họ phát triển để họ hoàn thiện bản thân họ, đấy chính là cái bài học. Ví dụ anh chị em thấy phần lớn những cái câu chuyện đều bắt đầu là gì ạ? Nhân vật chính rất là bình thường. Sau đó là gì ạ? Bị nhện cắn, đúng không? Hoặc là gì ạ? Hoặc là gặp được bí kíp võ công, ví dụ thế. Thì tự nhiên thành một cái người phi thường. Thế thì đấy mới là cái thứ mà cái người độc giả họ muốn nghe. Bởi vì họ là người bình thường như này này, và họ có một cái ước mơ, họ trở thành siêu anh hùng, siêu nhân. Thì nếu như mà cái nhân vật chính mà quá hoàn hảo thì họ bảo là chứ ở cái này không giống mình, không phải tôi, thì lập tức là họ sẽ gì ạ? Họ sẽ cảm thấy nó nhàm chán. Ok không ạ? Đó. Vì vậy khi mà chúng ta mô tả hay là chúng ta giới thiệu nhân vật chính thì chúng ta hãy giới thiệu nhân vật chính làm sao nó càng gần gũi, nó càng đơn giản thì cái câu chuyện nó càng hay. Đúng không ạ? Đấy. Rồi, tiếp theo cái bước số 4 đó là chúng ta giới thiệu về những cái nhân vật hỗ trợ. Thì các cái bước này nó không có nghĩa là cứ phải bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 đâu nhá anh chị em nhé. Đấy, mà nó dạ, nó sẽ có những cái trường hợp ấy, có những cái bộ phim ấy bục phát vào thấy mấy thằng ngoánh nhau. Chẳng liên quan thì chẳng biết giới thiệu bối cảnh gì cả, nhưng mà ngoánh nhau một hồi xong bắt đầu mới giới thiệu ra bối cảnh, ngoánh nhau một hồi bắt đầu mới giới thiệu nhân vật. Được chưa? Đấy, như vậy là gì ạ? Là cái công thức tạo ra
để chúng ta phá nó đi. Được chưa? Nhưng phần lớn các câu chuyện đều bao giờ bắt đầu ngày xưa ở một vương quốc nọ. Đúng không ạ? Đấy. Rồi. Khi mà chúng ta giới thiệu những nhân vật phụ. Những nhân vật phụ là những nhân vật tạo ra cái sự hấp dẫn, lôi cuốn và hài hước trong cái câu chuyện. Có thể nhân vật phụ sẽ tạo ra những cái gọi là dở khóc dở cười, những cái tình huống éo le. Đấy, dở khóc dở cười ở trong cái cuốn truyện của chúng ta. Đấy, nhân vật phụ ví dụ như là bảy chú lùn đấy nhỉ, là những nhân vật phụ. Cái người thợ săn là cái nhân vật phụ ở trong cái câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Ví dụ như là nàng tiên, cô tiên ở trong cái câu chuyện là cô bé nọ lem. Hoặc là gì ạ? Ông Bụt ở trong câu chuyện là gì ạ? Là Tấm Cám. Thì đấy là những cái nhân vật hỗ trợ. Đấy, nhờ có những cái nhân vật hỗ trợ đó mà nhân vật chính của chúng ta đã gì ạ? Đã phát triển, đã thay đổi, đã có những sự biến đổi về mặt chất, về lượng. Đúng không ạ? Đấy. Và những cái nhân vật phụ đó cũng có những cái tính cách riêng, những nhân vật phụ đó cũng có cái tạo hình riêng, những nhân vật phụ đó cũng có cái mối quan hệ mâu thuẫn gọi là ràng buộc với nhân vật chính và với nhân vật phản diện đó. Và việc của chúng ta đó là phải tạo ra được những nhân vật chính, nhân vật phản diện và những nhân vật phụ nó đều có những cái tính cách rất là rõ ràng, đúng không ạ? Những cái tính cách rõ ràng như nào ạ? Huy nói ví dụ anh chị em xem những cái câu chuyện còn kinh điển của Trung Quốc như là Tây Du Ký thì anh chị em thấy là gì ạ? Có bốn người Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới và Sa Tăng, là bốn người này với bốn cái tính cách khác nhau rõ ràng. Nào, Tôn Ngộ Không là nhóm D, mạnh mẽ, quyết đoán, nóng nảy, đúng không ạ? Đấy, hành động nhanh, đấy, và rất tài năng, là người đặc trưng của nhóm D, đúng không ạ? Chư Bát Giới hoạt bát, yêu đời, hay cười, vô lo vô tư, đúng không ạ? Thích gái đẹp, thích ăn ngon, đấy. Đấy, thì đây là gì ạ? Là biểu hiện đặc trưng của nhóm gì ạ? Nhóm Y. Đúng không ạ? Rồi. Sa Tăng là gì ạ? Là ít nói, trầm mặc, chịu khó, chịu thương, là gì ạ? Là chăm chỉ. Đấy, đây là đặc tính của nhóm gì ạ? Nhóm C. Đúng không ạ? Đường Tăng thì sao ạ? Yêu thương, sẵn sàng hy sinh, có một cái sứ mệnh lớn, cống hiến, và gì ạ? Và rất là tình cảm, đúng không ạ? Nhẹ nhàng, đó, quan tâm đến con người, thì đấy là gì ạ? Đặc trưng của nhóm S. Anh chị em thấy không ạ? Đó là gì ạ? Bốn nhóm tính cách được khắc họa rất là rõ ràng. Đó. Thì đây Huy đang nói là cái việc mà chúng ta viết ra những cái cuốn truyện là dài hay là ngắn, nó đều có những cái công thức chung nhé. Khi chúng ta hiểu công thức chung thì viết truyện ngắn cũng được, viết truyện dài cũng được. Ok không anh chị em? Nhá. Rồi. Tiếp theo nữa, cái bước số 4. Cái bước số 4 khi mà chúng ta bước số 5. Đấy. Bước 3 là giới thiệu nhân vật phụ, bước 4. Bước 4 là giới thiệu nhân vật hỗ trợ. Bước 5. Bước 5 đó là gì ạ? Bước 5 đó là chúng ta mô tả cái trận đánh giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện cộng với sự hỗ trợ của cái nhân vật phụ như thế nào. Và cái trận đánh này cũng đừng viết một cách hời hợt. Ví dụ như vừa rồi, ChatGPT viết như này. Ví dụ như vừa rồi, ChatGPT viết thế này. Khi họ tiến xa vào rừng, họ đối mặt với nhiều thử thách. Thử thách đây chính là những cái trận đánh mà họ cần phải vượt qua. Họ gặp một con sông nguy hiểm thì ở đây con sông nguy hiểm chính là nhân vật gì ạ? Con sông nguy hiểm chính là nhân vật gì ạ? Chính là nhân vật phản diện. Đúng không ạ? Đấy. Và ở đây là gì ạ? Với sự quyết tâm của Lily và sự thông minh của Oliver, họ đã xây một chiếc cầu vững chắc để vượt qua. Thì ở đây ấy, là gần như là không có trận đánh diễn ra cho nên câu chuyện nó không hấp dẫn. Nó chỉ có kết quả đó là họ xây một cây cầu vững chắc để vượt qua. Đấy. Rồi họ đối mặt một cái câu đố từ một con cú già khôn ngoan. Thì cái câu đố của con cú già khôn ngoan này cũng là một nhân vật phản diện. Tất cả những cái nhân vật mà cản trở cái bước đường đi tiến tới cái mục tiêu của nhân vật chính
thì đều là nhân vật phản diện. Và trong một câu chuyện thì không có phải có một nhân vật phản diện mà có nhiều nhân vật phản diện. Được chưa? Và nhân vật phản diện càng về sau thì nó càng mạnh hơn, nó càng khủng bố hơn, nó càng kinh khủng hơn. Và cái nhân vật phản diện nó càng kinh khủng, trận đánh nó diễn ra càng long trời lở đất thì câu chuyện nó càng hấp dẫn. Chứ còn đơn giản là có con quái vật tiến đến trái đất và siêu anh hùng chúng ta chạy ra đấm bù phát chết hết cái hết chuyện. Chứ câu chuyện là sao ạ? Chả có gì để hấp dẫn cả, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải mô tả là gì ạ? Ui, con quái vật đấy nó rất là kinh khủng, nó đã ăn rất nhiều hành tinh rồi, nó đến nó xâm chiếm rồi, nó không không còn cách nào để không còn cách nào để xử lý được, tất cả mọi người là mất hy vọng rồi, gọi là thất vọng rồi, chán nản rồi, là đã sẵn sàng là buông xuôi rồi. Đấy, nhưng nhân vật của chúng ta quyết định là không thể nào mà buông xuôi được, bởi vì tình yêu và nhân loại, tình yêu trái đất, và trái đất là quê hương của mình, và mình không thể nào mà nhìn trái đất mà nổ tung như vậy như các cái thiên hà trái đất khác được. Và mình phải chiến đấu, đấy, kể cả là hy sinh tính mạng của mình phải chiến đấu. Và sau đó khi mà chiến đấu gọi là đánh nhau với quái vật thì là gì ạ? Đấm nó mấy phát không được, quánh nó mấy phát rồi bắn những cái tia đạn vào, xong rồi nhặt được cái thanh kiếm thần đánh nó cũng không được. Đấy, xong rồi bó tay rồi, nhân vật chính cũng bó tay rồi. Nhưng tình cờ này gì ạ? Lại có nhân vật phụ lại phát hiện ra một cái yếu tố nào đó, xong nhân vật chính này là gì ạ? Đã đi tìm cái gọi là nhân tố đấy, sau đó lại quay về đánh con quái vật đó, đánh nhau 500 hiệp cuối cùng vẫn thất bại. Đấy, sau đó lại dạ lại tìm một cách khác, và cách này đó là cách duy nhất rồi, cách cuối cùng rồi. Cách này mà còn không thể nào làm được thì coi như là trái đất là sẽ gọi như là bị hủy hoại. Và rất là may mắn, đến lúc cuối cùng thì con quái vật đã dạ đã không chịu nổi cái đòn quyết định của siêu anh hùng, và dạ và con quái vật đã nổ tung và biến mất đó. Và siêu anh hùng lúc này thì cũng biến mất, và mọi người đều rất là thẫn thờ và rất là buồn, bởi vì là siêu anh hùng đã không còn trên cuộc đời này nữa. Nhưng đột nhiên nhìn thấy có một cái gì ạ, một cái bóng nhỏ rơi từ trên trời xuống, đó là gì ạ, đó là siêu anh hùng chúng ta đã gì ạ, không còn sức nữa và đang rơi tự do. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Và sau đó là một cái người đồng đội đã nhảy ra để cứu anh ấy, giống như kiểu người sắt gọi là rơi từ hố đen xuống, đúng không? Sau đó là người khổng lồ xanh nhảy lên để cứu, đúng không? Câu chuyện nó đúng như vậy, đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Đấy, cái câu chuyện nó phải như vậy, nó phải hấp dẫn như thế thì nó mới hay. Cái trận đánh nó diễn ra càng khốc liệt, nó càng căng thẳng thì nó càng hay, và chúng ta phải mô tả chi tiết cái trận đánh nó diễn ra như nào. Ok nhé. Và sau khi mà cái trận đánh diễn ra thì cái kết quả nó là gì? Cái kết quả đó là hòa bình được lập lại, hay là gì ạ, trái đất đã được cứu, rồi là gì ạ, là người anh hùng đã thành công, đã thăng cấp, đã chiến thắng bản thân, hay là chiến thắng quái vật. Đấy, đấy là cái kết quả, của cái trận đánh đó, nó sẽ là tiền đề cho một trận đánh khác, bởi vì trong một câu chuyện có nhiều trận đánh khác nhau, không phải một trận đánh mà có nhiều trận đánh, có thể các cái trận đánh liên tiếp nó dồn dập đến đó, cho nên cái kết quả của trận đánh này nó lại là gì ạ, nó lại là một cái bước ngoặt, nó lại là một cái sự thay đổi để mà diễn ra một cái câu chuyện tiếp theo. Anh chị em xem phim mà Hollywood hoặc xem phim Mỹ ấy, thì anh chị em thấy bao giờ cũng thế, nó có một cái kết quả là gì ạ, nó có một cái kết cục mở, đó là gì ạ, là con quái vật nó vẫn còn ở đâu đó trong vũ trụ và nó có thể quay trở lại để nó báo thù một thời gian nào đó trong tương lai, đúng không ạ? Đấy, đó là cái kết quả mở, nó không có kết quả đóng. Những cái câu chuyện ngày xưa ấy, thì câu chuyện nó đến nơi là hiệp sĩ cứu anh người công chúa, sau đó cả hai sống hạnh phúc đến cuối đời thì đấy là kết quả đóng, thế là xong, câu chuyện kết thúc đúng không ạ? Nhưng mà những cái câu chuyện hay ấy, thường nó để tạo ra cái kết quả mở để cho cái người xem nó phải tiếc nuối, nó phải suy nghĩ, đúng không ạ? Rồi, cái thành phần số 7 nữa ở trong cái cuốn truyện thì nó không phải diễn ra ở cuối truyện mà nó diễn ra xuyên suốt trong suốt cái gì ạ? Trong suốt cái cuốn truyện của chúng ta, đó là gì ạ? Đó là cái bài học rút ra cho nhân vật chính, chính là cái bài học rút ra cho cái độc giả, đúng không ạ? Thì cái bài học là nó có thể rút ra những cái câu nói mang tính chất giáo dục, mang tính chất nhân văn,
thì nó diễn ra trong suốt cả cái bối cảnh của cái câu chuyện, chứ không phải là cái kết quả. Kết quả là khác nha, kết quả trận đánh là khác nha, nhưng mà cái bài học nó phải diễn ra xuyên suốt trong cái gì ạ, trong cái câu chuyện. Nó có thể đặt ở đầu, ở giữa, ở cuối chuyện thì tùy, nhưng mà nó có một cái thành phần như vậy. Và chúng ta lưu ý là chúng ta nhớ rằng những cái câu chuyện hay hấp dẫn thì nó phải có cái thành phần như vậy. Ok không anh chị em? Rồi, vừa rồi thì Huy đã hướng dẫn anh chị em 7 bước, 7 7 cái thành phần để kể một câu chuyện hay. Anh chị em nào đã ghi xuống được đấy, thật nhanh tay ghi chép xuống được, hoặc là có một cái định hướng gì đó, hoặc là có một cái cảm nhận gì đó sau cái phần vừa rồi, thì chúng ta có thể comment xuống được không ạ? Thực ra là như này này, anh chị em sẽ thấy rằng là để mà tạo ra câu chuyện hay ấy, thì cả 7 cái bước này đều rất quan trọng. Cả 7 bước này đều rất quan trọng. Nhưng trong đó nó có hai cái thành phần cực kỳ quan trọng mà có thể rất nhiều người sẽ bị bỏ qua, mà ChatGPT cũng hay bỏ qua. Đó là gì ạ? Một, đó là trận đánh. Cái trận đánh ấy, đó là những cái tình tiết nó tạo ra sự bất ngờ, bỗng nhiên, đột nhiên. Nếu anh chị em mà ngày xưa mà xem phim trưởng hoặc là xem truyện trưởng, đọc truyện trưởng, đột nhiên bỗng nhiên một bóng đen ở đâu lao tới, ví dụ thế, đúng không ạ? Tạo ra cái sự tò mò. Hoặc là anh chị em mà xem cái phim Mỹ, những cái phim dài tập của Mỹ, cái đoạn kết thúc của các cái câu chuyện, kể cả là phim Hàn hay phim Trung Quốc này, bao giờ đến đoạn kết của cái tập này thì nó đều là đoạn rất là giật gân. Cái đoạn mà chuẩn bị có một cái gì đó xuất hiện thì tự nhiên nó tắt, nó kết thúc hết chuyện, hết tập. Anh chị em thấy không ạ? Tức là gì ạ? Nó tạo ra cái sự gay cấn, tạo ra cái sự gì ạ, là thú vị, hồi hộp đấy, là ngạc nhiên đấy, ở trong cái câu chuyện. Thì cái trận đánh nó sẽ tạo ra cái thứ đó, nó sẽ tạo ra cái sự 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 gọi là nút thắt, tạo ra cái nút thắt ở trong cái câu chuyện đó ạ. Thì bất kể câu chuyện nào thì nó có những nút thắt, kể cả chuyện cổ tích. Nào anh chị em thử tưởng tượng, cô bé Nọ Lem có những cái nút thắt không ạ? Cô bé Quàng Khăn Đỏ có nút thắt không ạ? Cô bé Quàng Khăn Đỏ đi vào rừng gặp chó sói, đúng không ạ? Xong đến bà, đến nhà bà gặp chó sói, nói chuyện với chó sói, sao răng bà sắc thế, sao mắt bà to thế, đúng không ạ? Có gay cấn không? Đó. Rồi kể cả là câu chuyện là ba chú heo con xây nhà. Chú thứ nhất là xây cái nhà lá, con sói đến thổi bay mất, chú sợ quá chạy sang nhà. Chú thứ hai xây bằng gì ạ? Xây bằng gỗ, con sói đến lại thổi phát bay mất. Đấy, đến thì cái ngôi nhà cả hai cắp đuôi chạy sang ngôi nhà số 3 xây bằng gạch, con sói đến thổi mãi không 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 suy chuyển gì, đúng không ạ? Đấy là những cái gì ạ? Những cái trận đánh. Kể cả chuyện thiếu nhi thì nó cũng phải có những cái tình tiết như vậy, tạo ra những cái nút thắt, đúng không ạ? Nhá. Đấy, cái yếu tố số 2 nữa, đấy là cái bài học. Cái bài học để tạo ra cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện mà không có bài học thì nó gì ạ? Nó bị hụt hẫng. Người ta nghe xong người ta thấy, ơ, thế cuối cùng là cái câu chuyện này muốn nói về cái gì? Cái câu chuyện này muốn 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 dạy dỗ hay là muốn nhắc nhở chúng ta cái điều gì? Muốn muốn truyền đạt cái thông điệp gì? Đúng không ạ? Cái thông điệp mà cái câu chuyện hay là cái cuốn phim nó muốn nhắc tới vô cùng quan trọng. Được chưa? Nó có thể rõ ràng, nó có thể ẩn ở trong những cái lời thoại, nó có thể ẩn ở trong cái hành động, nhưng là nó phải có cái gọi là cái nhiều cái tầng tầng lớp ý nghĩa, và như vậy câu chuyện nó mới có ý nghĩa là gì ạ? Sâu sắc. Và nghe cái câu chuyện nó rất là sâu sắc, bởi vì sao ạ? Nó lồng ghép nhiều cái bài học ở bên trong thì là câu chuyện nó sâu sắc. Ok không ạ? Nhá. Thì Huy nhắc lại với anh chị em này này, kịch bản chiếm trên 50% cái giá trị của cuốn truyện tranh. Cho nên chúng ta hãy tập trung rất là kỹ vào kịch bản. Rồi, sau đây thì Huy hướng dẫn anh chị em thêm một cái phần mềm nữa để chúng ta tạo ra cái cuốn truyện hay. Đây. Đây là cái phần mềm là novel.net, novelai.net. Thì gửi vào trong cái phần chat cho anh chị em.
Đấy. Thì phần mềm này khi mà chúng ta sử dụng miễn phí ấy, nó cho chúng ta 50 cái tích. 50 cái tích để chúng ta gọi là memory tích. Thì khi mà chúng ta viết những câu chuyện ấy thì bao giờ nó cũng có những cái bộ nhớ. Bộ nhớ đây ví dụ như này, nhân vật chính nó có cái gọi là hình dáng như nào, tính cách như nào, nhân vật phụ có tính cách như nào, hình dáng như nào, nhân vật phản diện có tính cách hình dáng như nào. Thì đây là những cái nốt, những cái memory, những cái tác giả truyện truyện nổi tiếng và những cái tác giả truyện mà trường kỳ dài kỳ ấy, thì họ phải có một cái nốt ở bên cạnh. Đó là gì ạ? À, ví dụ như là về truyện tiên hiệp đi. Thì cái nhân vật chính này có những cái kỹ năng gì, có những cái skill như này. Đấy, ví dụ như là Giáng Long Thập Bát Trưởng chẳng hạn. Đấy, hoặc là gì ạ? Hoặc là độc người gì ạ? Hoặc là gì ạ? Là cái gì? Thiên Long Bát Bộ chẳng hạn. Đấy. Đấy, hoặc là Nhất Dương Chỉ chẳng hạn. Thì nhân vật nào thì có cái kỹ năng nào thì nó phải có một cái gọi là nốt ở bên cạnh. Thì cái thằng này ấy, nó cho mình 50 cái nốt, 50 cái tech nốt miễn phí. Đó kìa. Còn cái tech để mà tạo ra cái câu chuyện ấy thì nó cho không giới hạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái new story sau khi chúng ta tạo account miễn phí nha. Tạo account miễn phí thì không hướng dẫn nữa vì nó rất là đơn giản. Đấy, nó giống như là chúng ta tạo một cái tài khoản Google, Gmail gì đấy thôi. Rất nhiều những cái thứ tài khoản mà chúng ta đã tạo thì cái đấy vì không hướng dẫn nữa. Chúng ta nhấn vào New Story. Đấy, chúng ta chọn là gì ạ? Storyteller. Tức là gì ạ? Là người kể chuyện. Hay là gì ạ? Tech Adventure. Là gì ạ? Là câu chuyện gọi là phiêu lưu đấy. Đúng ạ? Thì ở đây nó recommend là mình sử dụng cái Storyteller này. Tức là người kể chuyện này. Đấy nhỉ? Ở đây nó có thể là gì ạ? Generation cái image. Tức là gì ạ? Nó vừa có câu chuyện. Nó vừa có hình minh họa cho chúng ta luôn. Tuy nhiên cái hình minh họa của cái con bot này ấy, nó hơi bị xấu. Cho nên là chúng ta không nên dùng. Bởi vì khi mà dùng cái này ấy, nó sẽ trừ chúng ta cái điểm tín dụng. Cho nên là chúng ta sử dụng cái storyteller này. Được chưa ạ? Rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ đưa vào đây cái new story ở đây chúng ta đưa vào một cái tiêu tiêu đề cuốn truyện của chúng ta. Nhớ này, cái cuốn truyện này cái con AI này ấy, nó chỉ dùng ở trên gọi là tiếng Anh thôi. Tiếng Việt nó chưa dùng được, cho nên chúng ta sử dụng tiếng Anh sau đó là chúng ta dịch ngược lại nhá. Ở đây thì chúng ta có các cái con AI model này. AI model này nó là gì ạ? Đó là những cái loại gọi là AI khác nhau. Ở đây chúng ta có thể dịch, chúng ta biết được thêm này. À, với cái mô hình đầu tiên, mô hình AI đầu tiên đấy là LTP, là mô hình mạnh mẽ, đấy, giúp kể câu chuyện mang tính chất là gì ạ? Là tiên tiến, tức là hiện đại. Sigurd, đấy, Sigurd là một một cái mẫu kể chuyện cũ và sử dụng câu chuyện hư cấu. Genji là một cái thử nghiệm, một phiên bản mới cải tiến của cái tác giả Nhật Bản. Đó. Đây là mô hình cũ nhất và yếu nhất của chúng tôi từ những ngày qua. Tức là nó giống như cái phiên bản của Midjourney ấy, nó có version 1, version 2, version 3, version 4. Được chưa? Thì cái version mới nhất thế là version Entropy thì chúng ta sử dụng cái mô hình này là ok. Mô hình tiên tiến nhất, cao cấp nhất. Được chưa? Rồi, sau đó là các cái module. Module ở đây đó là những cái style, những cái phong cách, cái phong cách viết. Ví dụ như là ở đây là phiêu lưu, tech adventure. Đấy, đây là phiêu lưu. Đấy. Tổng quan, tức là một cái chung chung, và một cái tác giả mà viết đủ thể loại. Được chưa? Rồi, có một số cái thể loại, có những cái tác giả đặc trưng như là Angemon Blackwood, đấy, author Conan Doyle, đây là gì ạ? Là cái ông tác giả của cái cuốn truyện là gì ạ? Sherlock Holmes ấy anh chị em, đấy, Conan Doyle, đấy là gì ạ? Chuyên viết tiểu thuyết trinh thám, đấy, được chưa ạ? Rồi, đây là một tác giả khác, Alan Poe, đấy, Lovecraft series, Love, đấy. Ngoài ra thì chúng ta có những cái chủ đề như là lãng mạn ở thế kỷ 19.
Rồi. Hành động khảo cổ học, khí cầu, trí tuệ nhân tạo, tiểu thuyết động vật, truyện thiếu nhi, Giáng sinh. Đấy, hài giả tưởng, khoa học viễn tưởng. Đấy, tưởng tượng đen tối. Đấy, liên quan đến con rồng, liên quan đến Ai Cập, liên quan đến Nhật Bản thời phong kiến, liên quan đến sự tưởng tượng nói chung. Đấy, liên quan đến lịch sử, liên quan đến kinh dị. Đấy, liên quan đến thợ săn hái lượm, liên quan đến lit RBG, nó liên quan đến kiểu game ấy. Học viện phép thuật giống như Harry Potter. Yeah. Thư viện phép thuật thuộc địa sao hỏa. Đấy, rồi thời trung cổ, khoa học viễn tưởng quân sự, rồi bí ẩn, thời đại khám phá, hải quân, triết lý, hải tặc, thơ mộng. Đấy, hậu tận thế. Đấy, chuột cống, ví dụ hậu tận thế như là zombie chẳng hạn, kiểu kiểu vậy. Đấy, đế chế La Mã, khoa học giả tưởng, vũ trụ, siêu anh hùng. Đấy, ví dụ như là DC Comics hoặc là gì ạ? Hoặc là Marvel đấy chẳng hạn thế. Hoặc là du lịch, đô thị tưởng tượng. Đấy. Đấy, lễ tình nhân, Valentine, người Viking, Viking tức là cái hải tặc đấy. Lãng mạn phương Tây. Đó. Rồi cua ốc khỉ. Đấy, nguồn cảm hứng cua ốc và khỉ nó liên quan đến kiểu như là những cái cuốn truyện tranh về gọi là nhân nhân bản hóa, nhân hóa. Đấy. Nhân cách hóa. Người sói, hậu lãng mạn, thiết bị thần kinh, Tam Quốc diễn nghĩa, cuộc chiến ngai vàng. Đấy, Game of Thrones đấy. Được chưa? Đấy, phù thủy cấp cao. Đấy. Ví dụ như là chúng ta chọn Tam Quốc diễn nghĩa chẳng hạn. Đó, là chúng ta sẽ viết văn, viết các câu chuyện theo cái lối văn của Tam Quốc diễn nghĩa. Chúng ta có thể viết những câu chuyện là hậu Tam Quốc diễn nghĩa hoặc là những cái tình tiết sâu bên trong, ví dụ cuộc tình của Điêu Thuyền và Lữ Bố chẳng hạn đấy. Đấy, thì chúng ta bắt đầu là gì ạ? Xoáy sâu vào trong cái lịch sử ở trong cái giai đoạn đó thì nó sẽ hiểu, đúng không ạ? Đấy, như vậy là với rất nhiều cái chủ đề như vậy thì chúng ta có thể chọn một cái chủ đề nào đó. Ví dụ như là chúng ta chủ đề là cho trẻ em chẳng hạn. Thì nó có cái chuyện chuyện thiếu nhi này. Được chưa ạ? Đấy, chuyện thiếu nhi này. Đây, cái chỗ này là cái memory này, ký ức này. Cái memory này chính là cái token mà chúng ta tốn. Ở đây là Huy tốn 6 cái token. Được chưa ạ? Và cái token này nó thể hiện là cái gì ạ? Là cái ký tự mà chúng ta đã đưa vào và nó cho mỗi một tài khoản miễn phí thì nó cho khoảng độ 50 cái token thôi nha. Đấy, thì cái token này nó là những cái thứ mà AI sẽ nhớ tốt hơn khi mà chúng ta đưa cái token vào đây. Ví dụ như là chúng ta đưa vào đây cái chủ đề của câu chuyện thì AI nó sẽ nhớ chủ đề câu chuyện, nó không bị đi lạc hướng. Đúng không ạ? Ngoài ra thì có cái author note. Author note tức là gì ạ? Là cái phần ghi chú của tác giả ấy. Giống như ban đầu Huy nói là khi mà muốn viết một câu chuyện ấy thì tác giả bao giờ họ ghi là nhân vật chính tên là gì đó, họ cao bao nhiêu, hình dáng như nào và họ xuất xứ như nào, cũng như là tính cách như nào, cũng như là có những kỹ năng như nào. Đấy, thì nó cũng cái nốt như vậy để sau này cái câu chuyện nó diễn tiến lên ấy, thì tác giả nó không cần phải nhớ. Tác giả không cần phải nhớ rằng là cái thằng này là nó có cái kỹ năng gì. Nhớ lúc đầu mình bảo nó kỹ năng này, xong rồi mình quên mất kỹ năng nó là gì. Đấy, rồi nhân vật chính thì nó dễ nhớ, nhưng các nhân vật phụ nữa, nó có 10, 100 nhân vật phụ thì làm sao mà chúng ta nhớ được hết, đúng không ạ? Cho nên là những cái tác giả lớn bao giờ nó có author note ở bên cạnh, đó là note tất cả những cái nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện và một số những cái tình tiết chính ở trong cái câu chuyện đó. Rồi đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể export, khi mà chúng ta xong chúng ta có thể export ra một số cái câu chuyện ra cái file. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa vào đây một cái tiêu đề. Đấy. Tiêu đề. Bây giờ mình sẽ bảo nó gì ạ? Hãy viết cho tôi. Hãy viết cho tôi 5 tiêu đề. Tiêu đề cuốn truyện. Cuốn truyện tranh. Hãy sáng tác. Hãy sáng tác 5 tiêu đề cuốn truyện tranh phiêu lưu
hấp dẫn dành cho trẻ em 8 đến 10 tuổi. Đấy. Được chưa ạ? Thì nó sẽ viết 5 cái tiêu đề cho chúng ta. À, quên mất, chúng ta sẽ phải dịch nó sang tiếng Việt, à dịch sang tiếng Anh. Dịch sang tiếng Anh để chúng ta đưa cái tiêu đề đó vào trong cái phần viết kia. Đấy. Ví dụ như là cuộc phiêu lưu trên đảo bí mật. Đấy. Rồi. Chúng ta copy cái đoạn này. Chúng ta bảo nó là gì ạ? Hoặc là chúng ta qua phần dịch. Đấy. Chúng ta copy cái thằng này. Đưa vào trong cái phần này. Được chưa ạ? Sau đó chúng ta đưa vào cái memory ở đây. Đấy, tiêu đề của cái cuốn truyện. Rồi. Sau đó chúng ta copy cái đoạn này. Được chưa ạ? Chúng ta đưa vào đây. Để làm gì ạ? Để chúng ta bắt đầu định hướng cho nó cái câu chuyện của mình nhá. Rồi. À đây. Chúng ta nhấn cái nút send này này. Anh chị em có nhìn thấy không ạ? Có thế ạ. Nhấn cái nút send này này. Được không ạ? Đấy. Đây. Nó bắt đầu nó viết đây này. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Thầy ơi, không nghe tiếng của thầy ơi. Có nghe tiếng mà. Nghe bình thường mà. Đây. Nha. Việc của chúng ta thì là nhấn nút send này. Khi mà chúng ta chưa hiểu cái điều gì á, đầu tiên là chúng ta cứ nhấn nút send này. Nhấn nút send này. Rồi, anh chị em cho nó viết một lúc xong rồi chúng ta xem được cái câu chuyện nhé. Ở đây nhá. Thì mà đã chưa gì đã hết rồi. Chưa đăng nhập à? Đăng nhập rồi mà. Rồi. Ở đây mình copy đoạn này này. Đưa vào phần dịch này. Nhá. Đấy. À, từ tiếng Anh. Tôi không thể tin được, tôi vừa có ý tưởng tuyệt vời nhất cho cuốn truyện phiêu lưu tiếp theo của mình. Đây là sẽ là điều tuyệt vời. Tôi không chắc mình đã ngồi đây suy nghĩ về ý tưởng bao lâu thì đột nhiên bây giờ đó là một bất ngờ lớn. Đấy. 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 Thật khó để mô tả những gì đã xảy ra, một cái gì đó khổng lồ đáp xuống đầu tôi. Tất cả những gì tôi biết đó là thứ đó rất là hôi thối thoát ra từ miệng nó và tôi nghĩ nó đã ăn thịt tôi. Mùi đó vẫn còn ở trong mũi tôi và bây giờ tôi có thể nếm được cái thứ gì đó nhầy nhụa bên trong của mình. Đó hẳn là một trò đùa hay một giấc mơ nào đó bởi vì tôi chắc chắn đã không ăn bất cứ thứ gì trước khi ngủ tối qua. Vâng, tôi biết bạn đang thắc mắc điều gì. Tại sao tôi lại viết cái này? Tốt, tôi chưa chết. Có lẽ nó là một con cá lớn, nó có cái miệng lớn ở trong đại dương, phải không? Tôi đã hy vọng mình sẽ bị ăn thịt bởi một trong số chúng trong cuốn sách tiếp theo. Bây giờ điều đó dường như không có khả năng xảy ra, hoặc có thể nó không thực sự là một con cá. Trên thực tế, đó là một con cá mập. Điều này cũng hợp lý vì cá mập được cho là sống ở đại dương và tôi đã rời khỏi thuyền xuống nước. Anh em thấy không ạ? Nó bắt đầu câu chuyện với một cái văn phong rất là hóm hỉnh, rất là thú vị, rất là độc đáo. Đúng không ạ? Mà không hiểu sao nó lại hết đấy rồi. Nó lại hết miễn phí rồi. Hết miễn phí rồi. À. Đây, ở đây Huy cũng làm theo công thức đấy là Huy gọi là đưa vào đây là cái câu chuyện này. Đấy. Cái câu chuyện về 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 truy tìm kho báu cổ xưa của vua Salomon.
Ở đây thì chúng ta nếu mà chúng ta thấy nó hay á thì chúng ta có thể mua nhé. Cái này thì Huy chưa mua. Đấy. Nhưng mà ở đây chúng ta có thể xem. Đấy. Rồi. Nó xảy ra vào khoảng thế kỷ đầu thế kỷ năm chính xác năm 2000. Tôi một đứa trẻ nhỏ sống ở vùng hẻo lánh ở đảo Madagascar, được bao quanh bởi thiên nhiên và muông thú. Cha mẹ tôi là nông dân và sống ở làng Thomasina trên bờ biển phía tây của hòn đảo. Chúng tôi không có điện hay tivi, chỉ có nhiều nắng, không khí trong lành và mưa. Tôi nhớ một hôm mẹ tôi kể cho tôi nghe về truyền thuyết về vua Salomon. Bà ấy nói rằng mọi người thường hay nói ông ấy là đã giấu một lượng lớn vàng ở đâu đó trên lục địa châu Phi. Không rõ liệu kho báu đó có nằm ở bên trong châu Phi hay không, nhưng bà nói thêm rằng có một số người tin rằng nó đã cất giấu gần trung tâm ở trái đất. Đấy. Tôi là Jacob, 12 tuổi. Đấy. Và sinh ra lớn lên ở ngôi làng Thomasia miền Tây của Madagascar. Đấy, tôi sống với bố mẹ và hai anh trai, một người anh lớn hơn tôi và một em nhỏ hơn tôi. Cha tôi là nông dân, làm việc chăm chỉ hàng ngày để trồng lương thực cho chúng tôi, trong khi mẹ tôi nuôi gà và vịt. Tôi thích dành thời gian với họ, đặc biệt vào ban đêm khi chúng tôi ngồi cùng nhau quanh đống lửa và kể chuyện. Đó. Một hôm mẹ tôi vào nhà và nói rằng bà bạn của bà đã gửi cho bà một lá thư. Người phụ nữ này là một bác sĩ và thường đến đến làng vào cuối buổi sáng chủ nhật. Sau khi đọc bức thư, mẹ tôi nói với tôi rằng nó chứa thông tin về kho báu của vua Solomon đã bị thất lạc trong nhiều thế kỷ. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và tôi nghĩ có lẽ chỉ có thể thôi, tôi có thể là một phần của điều gì đó quan trọng. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, mẹ tôi đưa tôi đến nhà bác sĩ. Cô ấy mời bạn của mình đến để cô ấy có thể giải thích những gì cô ấy đã đọc. Khi đến, cô ấy ngồi xuống với chúng tôi và hỏi tại sao cô nhận được bức thư. Mẹ tôi giải thích về mọi thứ và bác sĩ lắng nghe cẩn thận trước khi hỏi một số câu hỏi. Sau khi được sự cho phép của bố mẹ, tôi đã chia sẻ mọi chi tiết với bác sĩ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn tham gia đoàn thám hiểm và giúp họ tìm kho báu. Bác sĩ nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó cô ấy hỏi tôi bao nhiêu tuổi và tôi trả lời rằng tôi 12 tuổi. Cháu còn quá trẻ, cô nói. Ở tuổi của cháu, cháu cần suy nghĩ nhiều hơn về trường học và thể thao. Nhưng cháu muốn làm điều này, tôi kêu lên và cảm thấy thất vọng. Cô nói tiếp, nếu cháu cảm thấy mình có thể giúp được, thì tôi sẽ đề nghị bố cháu đưa cháu đi cùng. Nhưng chỉ khi nào cháu hứa rằng cháu sẽ làm theo những hướng dẫn và học hỏi càng nhiều càng tốt. Cháu không bao giờ được ngần ngại lên tiếng nếu có điều gì đó sai trái và làm như cháu được bảo. Nếu như cháu làm điều đó, tôi chắc chắn cháu sẽ có một cuốn phiêu lưu tuyệt vời. Chúng tôi đã dành 1 giờ tiếp theo để nói về những gì tôi sẽ làm. Cuối cùng, bác sĩ đưa cho tôi một lá thư về để đưa cho bố tôi. Cô ấy cảnh báo tôi rằng nếu bố tôi có thể nổi giận vì bố tôi không muốn tôi tham gia chuyến đi này. Tôi đã hứa với cô ấy rằng tôi sẽ không tranh cãi và tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của bố tôi. Tối hôm đó, tôi vào phòng và viết một lá thư cho bố. Tôi đã giải thích toàn bộ sự việc, bao gồm cả lý do tại sao tôi muốn đi. Tôi đã lo lắng rằng ông ấy có thể giận tôi, nhưng tôi biết mình phải cố gắng. Tôi quyết định để lá thư trước lò sưởi. Tôi hy vọng rằng bố tôi sẽ đọc được nó sau bữa tối và mời tôi nói về nó. Tôi không thể làm gì khác, vì vậy tôi kiên nhẫn chờ đợi. À, anh chị em thấy không ạ? Đây là hoàn toàn là AI viết nhé. ChatGPT có viết được như này không ạ? Nào, anh chị em nghĩ sao? AI viết hoàn toàn nhé. Nó có sự logic, nó có sự văn phong, nó có sự gọi là đúng như là một tiểu thuyết, nó giống như là chúng ta đang đọc tiểu thuyết vậy ấy. Anh chị em thấy AI kinh khủng không ạ? Huy chỉ đưa vào đúng cái tiêu đề thôi. Cái tiêu đề và một vài cái tóm tắt cái hướng dẫn là cuộc phiêu lưu của một bạn nhỏ 12 tuổi đến một cái vùng đất gọi là bị lãng quên để mà tìm kho báu của vua Solomon. Có mỗi thế thôi. Mà nó viết ra một đống thứ. Nào anh chị em thấy AI có kỳ diệu không ạ? Có hay không ạ?
Viết cả một cuốn tiểu thuyết luôn. Viết cả một cuốn tiểu thuyết luôn, chứ không chỉ là những cái câu nói rời rạc hay là chỉ là tóm tắt giống như ChatGPT nữa, mà viết cả cuốn tiểu thuyết luôn. Tất nhiên là chúng ta muốn viết dài chúng ta mất tiền nhé. Chúng ta mất tiền. Ở đây là Huy đang đang dùng miễn phí là nó chỉ có ngắn như vậy thôi. À, đoạn này là Huy cũng chưa đọc hết thôi, Huy đọc mới đoạn một nửa thôi. Đấy, còn dài nữa. Đấy, mà việc của Huy làm đúng một việc duy nhất là nhấn là gì ạ? Nhấn tiếp tục, tiếp tục viết tiếp cho ta, viết tiếp, viết tiếp. Còn đúng ra nhé, là người ta viết ấy, người ta nó viết một dòng này, xong nó dừng lại, nó chờ chúng ta, nó chờ cái gì ạ? Chờ chúng ta chỉnh sửa. Chờ chúng ta chỉnh sửa. Chúng ta chỉnh sửa xong bắt đầu nó viết tiếp theo những cái gì chúng ta chỉnh sửa. Nó hay ở chỗ đó. Tất nhiên là chúng ta để làm như vậy, thứ nhất là chúng ta phải biết tiếng Anh. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải phải dịch tiếng Anh liên tục. Chúng ta dịch tiếng Anh liên tục. Đấy, và chúng ta cần chỉnh sửa chúng ta sửa luôn mà sửa bằng tiếng Anh luôn. Đó. Thì cái này thì nó hơi bị hạn chế về mặt ngôn ngữ một chút. Cho nên là có thể là nó sẽ làm cái rào cản cho những anh chị em nào đó mà không giỏi tiếng Anh. Nhưng mà không sao. Kể cả là Huy ở đây là Huy không có chỉnh sửa một tí nào luôn, chỉ có nhấn enter 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 enter, cứ nhấn cho nó chạy 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 thôi, mà nó ra được cái câu chuyện nó đã khá là thú vị và rất là logic và nó rất là gần gũi rồi, đúng không ạ? Và cái văn phong của nó đúng là cái văn của cái người viết tiểu thuyết, chứ không phải là kiểu là một cậu bé 12 tuổi sau đó quyết định tham gia chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu, sau đó là nhờ sự dũng cảm thông minh của cậu và cậu đã tìm được kho báu, sau đó là cậu đã rút ra được bài học rằng là mình phải thế này, mình phải thế kia. Đấy, câu chuyện đấy là kiểu ChatGPT đúng không? Đấy, nhưng mà thằng này khác hoàn toàn. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Rồi. Bao nhiêu anh chị em thấy hay thì comment xuống là hay thế nào. Ở đây Huy thấy mỗi chị Kim Anh với cả Thành Luân với cả bạn Phong. Thế còn những người khác thì sao? Ok nhé. Thì đó là hai cách để chúng ta tạo ra cái câu chuyện. Cách thứ nhất đó là dùng ChatGPT và chúng ta phải yêu cầu ChatGPT nó viết chi tiết hơn. Được chưa? Cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng con AI này. Và đây cũng chỉ là một trong số con AI để viết cái dạng chuyện này thôi nhé. Có những con AI nó còn hay hơn nữa. Đã, nhưng mà thời gian nó không cho phép thì Huy chưa hướng dẫn ở đây. Nhưng mà nếu mà anh chị em mà tham gia vào cái lớp truyện tranh ở ở khóa sau ấy thì Huy sẽ hướng dẫn. Và Huy hứa với anh chị em một điều đó là gì? Tất cả những cái lớp của Huy ấy, ví dụ như là khóa 1, khóa 2, khóa 3 ấy, bao giờ cũng thế, nó sẽ có những cái mới. Cho nên anh chị em nào mà học khóa 1, khóa 2 rồi mà chuyển sang khóa 3 học hoặc là gì ạ, học khóa trước rồi vào khóa sau học thì kiểu gì cũng có cái mới. Cho nên là anh chị em nào mà cứ bảo là ồ cái này tôi học rồi tôi không cần phải học nữa là sai lầm đấy. Bởi vì sao ạ? Thứ nhất là AI nó luôn phát triển, thứ hai là bản thân Huy cũng luôn phát triển, cho nên Huy luôn tìm những cái thứ mới để cập nhật cho anh chị em. Cho nên là các cái khóa sau thì chắc chắn nó sẽ gì ạ, nó sẽ có những cái mới hơn so với những khóa trước. Tất nhiên nó cũng sẽ có những cái kiến thức cũ nhưng mà nó cũng sẽ có những cái kiến thức mới. Bao nhiêu anh chị em mà đã học khóa trước rồi mà khóa này vẫn thấy mới thì comment là dạ, mới được không ạ? Anh chị em nào học khóa trước không ạ? Có anh chị em nào học khóa trước không? Có anh chị em nào học khóa trước mà khóa này vẫn thấy mới không ạ? Như ở đây hình như là có mấy người khóa khóa trước này, hai người. Thắng Nguyễn là cũng học khóa trước đúng không? Chị Kim Anh có học khóa trước không? Anh Văn Triều có học khóa trước không? Mới thì khóa trước chưa học. Rồi, ok nhé. Lúc nào cũng như trẻ thơ, tức là lúc nào như cốc nước rỗng đúng không? Mình cứ đầy xong rồi mình lại đổ đi đúng không? Cứ học xong mà nó lại quên, nó lại học lại từ đầu đúng không? Rồi. Cần được một két nước rồi đấy thầy. Rồi. Thì Chị có làm theo cái phần mềm của thầy nhưng mà không tìm, cho nên là nghe thôi chứ xem lại thì tiếng Anh mình chưa kịp dịch. ok. Thì chị Kim Anh là ở nước ngoài thì cũng có thể có lợi thế hơn về ngôn ngữ một chút.
Sau đây nữa là Huy hướng dẫn anh chị em cách thứ ba để tìm ra cái kịch bản cho mình. Cách thứ ba là dễ hơn, nhanh hơn, nhàn hơn và hay hơn. Anh chị em muốn học cách số 3 là nhanh, nhàn, dễ không? Hay là muốn học cách cách vừa rồi là hai cách vừa rồi là đều khó cả. Cách thứ ba nó còn dễ hơn. Anh chị em có muốn học cách dễ không ạ? Cách dễ thì anh chị em lại bảo ui giời dễ thế này ai chẳng làm được. Ông tháng này ông khôn lắm. Đấy là chỉ là một trong những cái người thôi, nó hàng hàng hà sa số, hàng vạn thứ như thế nữa, đúng không ạ? Ok, thì cái cách dễ hơn ấy, đó là thay vì chúng ta nghĩ ra kịch bản mới, chúng ta chưa đủ sức, chúng ta còn rất là yếu, chúng ta còn mới, nên cách dễ hơn, cách số 3 dễ hơn, đó là chúng ta tìm những cái câu chuyện, những cái kịch bản mà có sẵn, sau đó là chúng ta chuyển thể nó sang sang truyện tranh. Ví dụ như là những câu chuyện như là cô bé lọ lem này, những là câu chuyện là gì ạ, là nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn này. Tất cả những câu chuyện đấy nó đều là chuyện chữ cả, và việc của chúng ta là chuyển thể nó sang gì ạ, nó sang truyện tranh. Thì để làm việc đó thì chúng ta có thể là gì ạ, tìm kiếm ở trên Google. Chúng ta tìm kiếm trên Google có rất nhiều từ khóa khác nhau, chúng ta có thể tìm kiếm là gì ạ, là chuyện ngụ ngôn hay đấy. Thì ở đây là chúng ta gì ạ, đọc những cái câu chuyện ngụ ngôn này, được không ạ? Đấy, những câu chuyện ngụ ngôn này, ếch ngồi đáy giếng này, đấy, cháy nhà hàng xóm này, chim quạ và khách này, câu chuyện bó đũa này. Đấy, được chưa ạ? Chí khôn, một chí khôn hơn trăm chí khôn này. Được chưa ạ? Những cái chuyện ngụ ngôn hay này. Được ạ? Kiến và ve sầu này, con quạ thông minh này, rùa và thỏ này. Được không ạ? Đấy, kiến và châu chấu này, chú chó và cái bóng này. Đấy, tất nhiên là những cái cuốn truyện ngụ ngôn này ấy, thì phần lớn đều có truyện tranh rồi, nhưng không sao cả. Không sao cả. Việc của chúng ta đó là luyện tập chứ không phải là việc chúng ta là sáng tạo cái mới. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng câu chuyện này. Cái thứ hai nữa anh chị em có thể tìm đó là gì ạ? Là hạt giống tâm hồn. Truyện ngắn hạt giống tâm hồn hoặc là truyện dài. Truyện dài. Được chưa ạ? Đó. Chúng ta vào hạt hạt giống tâm hồn này. Đó, ở đây là có rất nhiều những cái câu chuyện. Sức mạnh của niềm tin. Đó. Ừ. Khi đối mặt thử thách nào đó, hãy tìm cách vượt qua nó chứ đừng tìm lối thoát. Tác giả David Weatherford. Mỗi một cái cuốn truyện này, quyển 2, chương số 3, sức mạnh của niềm tin. Đấy. Mỗi một câu chuyện này nó đều hoàn toàn độc lập, nó không liên quan với nhau. Anh chị em nhé, đều độc lập và không liên quan với nhau, và nó đều là những câu chuyện đã được được gọi là chứng minh là rất là hấp dẫn, rất là hay. Đấy ạ. Đấy. Và tất cả câu chuyện này nó đều có bắt đầu và có kết thúc, có bắt đầu có kết thúc, tức là nó riêng biệt, nó không liên quan đến tập sau. Tập trước không liên quan tập sau, chương trước không liên quan chương sau. Ví dụ như chúng ta nhấn vào chương tiếp theo. Đấy. Thì đây là gì ạ? Hãy giữ vững giấc mơ và sống những gì bạn mơ ước. Đây là của tác giả Henry David Thoreau. Mỗi một chương là một tác giả khác nhau, không liên quan đến nhau. Và đây là cái câu chuyện khác, không liên quan câu chuyện trước. Được chưa ạ? Đấy. Và với một câu chuyện như này, chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra được một cái cuốn truyện tranh với dài khoảng độ tầm 40 trang. Anh chị em nhé, hoàn toàn có thể tạo ra một cuốn truyện tranh 40 đến 100 trang chỉ dựa trên cái câu chuyện này thôi. Tất nhiên chúng ta có thể tạo ra những cái chỗ đoạn ngắn hơn như ạ. Thì mỗi một cái đoạn này chúng ta có một cái bối cảnh. Đó, đây là cô George, đấy, giáo viên của trường trung học lớp này,
trong một căn phòng nhỏ chỉ vừa cho một học sinh và một giáo viên. Đó. Như vậy là gì ạ? Đây là một cái cảnh đầu tiên, đó là cảnh cô giáo ở trong một cái gì ạ? Một cái lớp, một cái phòng, một giáo viên và một học sinh ở một cái trường trung học. Đó. Căn phòng học này. Đó. Thì bắt đầu là gì ạ? Mỗi một cái đoạn này thì chúng ta bắt đầu vẽ cái câu chuyện dựa trên các cái đoạn văn này. Chúng ta có thể vẽ theo cái dạng là hình minh họa cho cuốn truyện. Chúng ta có thể vẽ truyện tranh theo cái dạng là gì ạ? Là đối đáp. Chúng ta có thể đưa cái câu chuyện này. Chúng ta có thể đưa câu chuyện này vào chat GPT để yêu cầu nó viết lại cho chúng ta. Nhưng mà nó hơi dài thì có thể là nó sẽ không 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 viết được hết. Nó dài quá. Cái câu chuyện này dài quá. Đúng không ạ? Thì chúng ta chọn cái câu chuyện là gì ạ? Hạt giống tâm hồn truyện ngắn. Đấy. Thì chúng ta hoàn toàn có thể vào ngay cả cái phần truyện full này. Ừ. Chúng ta chọn hạt giống tâm hồn. À, có mỗi một cuốn thôi. Đấy, thì trong này chúng ta cũng có thể chọn những cái chuyện là ở đây về thiếu nhi, chuyện tin này. Không có, trong này nó toàn chuyện người lớn thôi, không có chuyện trẻ em. Thì chúng ta chọn hạt giống tâm hồn chuyện ngắn này, đúng không ạ? Đấy, với những cái câu chuyện ngắn như này thì nó cũng rất là ý nghĩa và rất là hay. Đấy, chúng ta thể copy cái câu chuyện này. Đấy. Đấy. Copy câu chuyện này, chúng ta đưa vào chat của BT. Chúng ta là gì ạ? Hãy viết kịch bản truyện tranh và phân cảnh cho tôi dựa theo câu chuyện sau. Đó, thì nó sẽ viết cho chúng ta những cái phân cảnh và kịch bản của cuốn truyện tranh dựa trên cái câu chuyện mà chúng ta đưa vào. Đấy. Đúng không ạ? Thằng chắc cái BT này nó nghĩ hơi lâu. Này đang nghĩ, mình đang nghĩ hết bản, hết hết bản cái blog, nên là cái bản miễn phí này nó viết hơi lâu. Đó, thì nhờ chat GPT nó sẽ viết lại cho chúng ta cái kịch bản của cái câu chuyện này. Thì nó sẽ ghi là phân cảnh một ở trên sa mạc, khung hình đấy là hai người đàn ông, hai người bạn đấy đang đi qua sa mạc đó. Rồi đó, được chưa? Mặt trời chói chang và cảnh vật khô cằn đó. Thì đây là những cái từ khóa, những cái từ khóa hình ảnh mà chúng ta có thể sử dụng để đưa vào trong chat GPT. Cái khung hình này, đây cái khung hình này, đấy hai người bạn này đi trên sa mạc này. Đó. Người bạn một mỉm cười, đôi khi không hiểu sao chúng ta lại cãi nhau. Như vậy đó, như vậy là gì ạ? Có cả lời đối thoại, đúng không ạ? Tức là nó dựa trên câu chuyện này, nó đưa vào đấy những lời đối thoại người bạn hai này, đấy, cũng nói lại này. Đó, đúng không ạ? Ừ.
Đó. Thì chúng ta đợi một chút, nó sẽ viết, không hiểu sao nó viết chậm thế. Nhưng về cơ bản là chúng ta sẽ hoàn thành cái kịch bản của mình nó rất là nhanh. Được chưa ạ? Có lời thoại, có hình ảnh hai người bạn, và việc của chúng ta đó là gì ạ? Chỉ cần tạo ra hai người bạn thôi. Thậm chí là chúng ta cũng thể là gì ạ? Yêu cầu ChatGPT mô tả cho chúng ta hình dáng của hai cái người bạn này. Đấy. Chúng ta mô tả với nhau, yêu cầu ChatGPT mô tả hình dáng của hai người bạn này. Sau đó chúng ta đưa cái hình dáng này vào trong Midjourney để chúng ta vẽ. Đấy. Đấy, người bạn một tức giận vung tay tát vào người bạn số 2, người bạn số 2 đau đớn, ừ, tớ không nói gì. Người bạn số 2 lấy nắm cát từ lòng bàn tay và viết lên mặt đất. Ngày hôm nay, người bạn của tôi, người bạn thân nhất của tôi đấy, đã tát vào mặt tớ. À, nó đang lỗi mạng, nó hơi chậm một tí. Nhưng về cơ bản là chúng ta hiểu được cái cách để mà chúng ta tạo ra. Chứ còn chat GPT thì nó chỉ đưa ra chúng ta gợi ý thôi. Đừng copy nguyên si cái câu của nó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đã biết được cái cách rồi. Đấy, và Huy thường ấy thì Huy cũng không cần nhờ chat GPT làm quá sâu, bởi vì là thực tế là mình cũng vẫn phải tự sáng tác, mình phải tự nghĩ ra, mình phải tự tưởng tượng ra cái hình ảnh ở cái câu chuyện đó, mình phải nhập tâm vào câu chuyện đó. Đấy, cho nên là đôi khi mình không cần nó phải quá chi tiết để mình bắt đầu. Đấy, mình chỉ cần có một cái sườn, một cái định hướng, và sau đó là chúng ta sẽ bắt đầu vào được luôn nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta có một cái kịch bản rồi thì việc của chúng ta đó là vẽ các cái nhân vật chính, các cái nhân vật phụ và vẽ các cái bối cảnh. Ví dụ như trong câu chuyện này chúng ta có nhân vật số 1, nhân vật số 2, hai người bạn, và ở trên bối cảnh đó là sa mạc. Được chưa ạ? Đấy, sau đó là chúng ta thấy có một số cái ốc đảo này. Đấy. Mắc kẹt trong vũng bùn này. Đấy, chúng ta thấy vũng bùn này. Đấy. Hòn đá này. Đấy. Đấy, rồi những cái chữ viết trên hòn đá, trên cát này. Đó. Được chưa ạ? Khi mà cái người bạn của mình mà đánh mình ấy thì mình viết trên cát. Còn khi người bạn mình cứu mình ấy thì mình viết trên hòn đá. Đấy ạ. Cái ý nghĩa của câu chuyện đó là gì ạ? Đừng coi trọng những thứ mà bạn không phải đừng coi trọng những đừng quan tâm đến những cái tổn thương mà người khác mang đến cho mình, mà hãy nhớ tới những cái lần mà họ đã giúp đỡ mình. Đó, những lần họ giúp đỡ mình ấy thì mình hãy khắc lên đá, còn những lần mà họ làm tổn thương mình ấy thì mình hãy viết lên cát. Bởi vì khi viết lên cát ấy, thì nó sẽ nhanh chóng là được gì ạ? Nó được xoa dịu đi, nó sẽ được tan biến đi và nó sẽ biến mất. Còn viết trên đá thì sao? Nó sẽ mãi mãi không phai mờ. Đó. Thì đấy là cái ý nghĩa của câu chuyện. Hãy coi trọng những thứ có trong cuộc sống, giá trị của những người bạn trong cuộc sống. Đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ quay ra để chúng ta vẽ cái câu chuyện của mình. Đó. Thì với những cái câu chuyện bắt đầu ấy, thì anh chị em chúng ta hãy bắt đầu với những cái câu chuyện ngắn như thế này, hoặc là những câu chuyện ngụ ngôn như vừa rồi Huy có hướng dẫn anh chị em ấy. Đấy, câu chuyện con lừa và học cuộc sống. Đấy. Con lừa rơi xuống biển, à rơi xuống xuống giếng. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì, cuối cùng ông quyết định con lừa đã già rồi, cái giếng cũng cần phải lấp lại. À, sau đó là ông ấy đổ đất lên cái giếng và con lừa nó gì ạ? Nó nhảy từ bên này nhảy bên kia, nó khi mà đất rơi vào đầu nó thì nó rũ cái đầu và đất rơi xuống và nó đứng lên trên cái đất đó, và dần dần nó càng ngày nó càng đứng lên cao hơn, đứng cao hơn, và cuối cùng nó nhảy ra khỏi cái giếng đó. À, kiểu kiểu như vậy. Ừ. Cậu bé mù và câu chuyện về biết ơn cuộc sống đó, rất nhiều những câu chuyện ngắn như này nhá. Đôi bàn tay của mẹ đấy, được chưa ạ? Đó, chúng ta đọc hết câu chuyện chúng ta thấy hay thì chúng ta bắt đầu đưa vào vẽ, ok không ạ? Rồi, như vậy là Huy đã hoàn thành hướng dẫn anh chị em cái cách để tạo ra kịch bản. Thứ nhất đó là cái kịch bản hay thì nó có 7 cái thành phần như thế nào.
cái kịch bản hay thì nó có 7 thành phần như nào, được chưa ạ? Rồi cái cách để tạo ra các cái kịch bản sáng tạo, chúng ta sử dụng chat GPT, sử dụng novel ai.net, rồi chúng ta sử dụng những kịch bản có sẵn, thậm chí là như này, chúng ta sử dụng những kịch bản có sẵn, sau đó chúng ta đưa vào chat GPT yêu cầu nó sáng tác thêm, được chưa ạ? Thì khi đó thì nó sẽ hết cứng, khi đó thì nó sẽ có cái kịch bản có sẵn rồi, nó chỉ làm lại thôi, thì nó sẽ hay, nó sẽ dễ hơn là việc mà nó tự sáng tác, đúng không ạ? Chat GPT mà cho nó tự sáng tác đôi khi nó sáng tác nó hơi máy đó. Những cái phiên bản mà Plus, phiên bản 4 ấy, thì nó đỡ đỡ hơn nha. Đấy, thì chúng ta đưa cái kịch bản, đưa cái câu chuyện nó đã hay sẵn rồi, đưa vào yêu cầu nó soạn lại. Bây giờ không phải là con lừa mà nó là con chó thì con mèo con ếch gì đó kiểu kiểu vậy, thì nó tạo thành cái câu chuyện mới, đúng chưa nha. Rồi tôi hướng dẫn anh chị em 7 bước để tạo ra câu chuyện hay, hay hấp dẫn, và anh chị em nhớ rằng là kịch bản là cái thứ quan trọng nhất nha. Rồi sau đây thì hướng dẫn anh chị em luôn cái cách vẽ, hướng dẫn cách vẽ, và một trong những cái hướng dẫn quan trọng nhất khi mà chúng ta vẽ thì đó là vẽ nhân vật chính, và cái thứ quan trọng nhất của vẽ nhân vật chính đó là làm sao để cho nó gì ạ, nó thống nhất từ đầu đến cuối, và vẽ làm sao để nó có nhiều cái biểu cảm khuôn mặt tình cảm khác nhau, hỉ nộ ái ố, đúng không ạ? Rồi những cái thao tác, những cái động tác khác nhau, đúng không ạ? Đấy, một cái nhân vật nó thống nhất, nó phải xuyên suốt cả cái bộ truyện, ok không ạ? Thì Huy sẽ hướng dẫn anh chị em có mấy cách. Rồi, về mặt thực hành nhé, về mặt thực hành để chọn cái câu chuyện thì anh chị em có thể chọn cách 1 dùng chat GPT, chọn cách 2 dùng novel AI, chọn cách 3 đó là gì ạ? Tìm một cái kịch bản có sẵn, được chưa ạ? Khi mà anh chị em thực hành thì đây là cái bài tập về nhà, là anh chị em sẽ phải thực hành để tìm ra cho mình một cái kịch bản hay nhất, và chúng ta có thể đưa vào chat GPT yêu cầu nó phân cảnh lại, hoặc là chúng ta tự phân cảnh, hoặc là chúng ta không cần phải tự phân cảnh mà chúng ta đọc cái câu chuyện đó, chúng ta biết là cảnh 1, cảnh 2 là gì cũng được, người thì làm như vậy được, ok không ạ? Nhưng mà chúng ta dùng một trong ba cách đó để tạo ra cho mình một cái kịch bản, ok không ạ? Và trong kịch bản đó chúng ta nhớ này, là có các nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện, thì chúng ta phải gì ạ? Phải mô tả được cái nhân vật chính hình dạng như nào, chúng ta phải mô tả ra, ok không ạ? Và đây là bài tập về nhà cho tất cả anh chị em chúng ta, ok không ạ? Nhá, thì để đỡ mất thời gian, đấy, đỡ mất thời gian thực hành ngày hôm nay thì Huy đề nghị là trong ngày mai anh chị em chúng ta phải hoàn thành cho Huy cái gì ạ, cái hoàn thành xong cái kịch bản nhá, hoàn thành xong kịch bản, đồng thời là tối mai là anh chị em chúng ta phải có luôn được các cái nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện và bối cảnh. Và bây giờ Huy sẽ hướng dẫn luôn anh chị em chúng ta, bởi vì thời gian nó có hạn cho nên là Huy sẽ đi luôn. Anh chị em muốn thực hành hay là học luôn cái phần vẽ, muốn thực hành cái phần tạo kịch bản hay là học luôn phần vẽ? Con vẽ thầy ơi. Học luôn phần vẽ nhá. Nào anh chị em khác thì sao? Anh Dương này, Victor Phong, anh Long, anh Thành Luân, chị Bích Thu, comment xem là chúng ta nên học vẽ hay là chúng ta sẽ làm bài tập. Thường là thích học vẽ bởi vì cái bài tập này là mình dành thời gian tối nay, đêm nay với sáng ngày mai chúng ta sẽ chọn kịch bản. Đó, và bây giờ mình học vẽ trước, thành thạo đi xong mai là mình chỉ cần vẽ nhân vật của mình thôi. Mai là vẽ xong ghép luôn. Vẽ xong ghép chuyện luôn cho nên là bắt buộc mà trước tối mai nhỉ thầy nhỉ? Hạn là trước tối mai chúng ta phải có kịch bản. Kịch bản và có bộ nhân vật luôn. Bộ nhân vật. Rồi. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em vẽ nhé. Rồi. Với cái vẽ thì anh chị em nhớ như này, đầu tiên đấy đó là chúng ta mô tả cái nhân vật chính,
mô tả nhân vật chính. Ở đây Huy lấy ví dụ như là cái công việc, cái câu chuyện này, chả biết là câu chuyện gì, đôi bàn tay mẹ. Một chàng trai trẻ tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nộp đơn tuyển vào một vị trí quản lý của công ty lớn. Anh ta vượt qua các vòng đầu tiên đến vòng cuối cùng, đích thân ông giám đốc phỏng vấn và đưa ra quyết định cuối cùng. Ông giám đốc phát hiện ra một điều từ CV của chàng trai trẻ rằng trong suốt các năm học, anh ta luôn đạt thành tích tốt một cách xuất sắc, từ trường trung học đến khi vào đại học, một cách đến khi tốt nghiệp, không năm nào chàng trai này không đạt được danh hiệu xuất sắc. Ông giám đốc hỏi: "Anh có bao giờ nhận được học bổng từ trường không?" "Không bao giờ," chàng trai trả lời. Ông giám đốc bèn hỏi: "Vậy là cha anh trả toàn bộ học phí cho anh phải không?" Chàng trai bẽn lẽn. Chàng trai trẻ bảo trả lời: "Cha tôi mất từ hồi tôi 1 tuổi, toàn bộ số tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác." "Vậy mẹ anh làm việc ở công ty nào?" giám đốc hỏi. Chàng trai trả lời: "Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo." Ông giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai đưa hai bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay bạn của chàng trai khá đẹp và mềm mại. Được chưa? Như vậy ở đây nó sẽ có khoảng 2 đến 3 nhân vật. Nhân vật thứ nhất đấy là chàng trai trẻ, nhân vật thứ hai là ông giám đốc và nhân vật thứ ba có thể là bà mẹ. Được chưa? Rồi. Chàng trai trẻ tốt nghiệp đại học. Đấy, một chàng trai trẻ tốt nghiệp đại học. Được chưa? Mình đưa vào đây. Mình yêu cầu đó là gì ạ? Hãy mô tả ví dụ cho tôi đấy, một chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học nhớ sử dụng những từ khóa mang mang hình ảnh, từ khóa hình ảnh đấy, có điểm nhấn, có điểm nhấn người Việt Nam. Đấy, ví dụ như thế. Này. Trẻ tuổi tràn đầy năng lượng này, tài năng, ánh mắt sáng lạnh, anh ta sẵn sàng khám phá thế giới. Mang trên mình bộ vest trắng tinh khiết tượng trưng cho sự chuyên nghiệp và sự tự tin của người trẻ bước vào cuộc sống. Cầm trên tay một cuốn cấp bằng đại học biểu trưng cho sự đánh giá cao về học vấn và sáng tạo của mình. Từng bước đi trên con đường sự nghiệp. Đấy. Với cặp kính mát, kính mát đen nhìn thẳng vào tương lai rực rỡ, sẵn sàng chinh phục ước mơ mục tiêu. Năng động có tinh thần. Đấy. Thằng này nó rất là sáng tạo luôn. Đấy. Rồi. Ok nha. Đấy mình sẽ bảo là gì ạ? Mô tả chi tiết hình dạng của cậu Minh, của chàng trai tên Minh. Đấy. Mặc áo sơ mi đi xin việc. Rồi. Rồi, chàng trai tên Minh đứng trước gương, chỉnh chu mỗi chi tiết trên bản thân trước khi ra khỏi nhà xin việc. Minh có dáng vóc thanh mảnh với chiều cao trung bình, thân hình khỏe khoắn tạo nên sự cân đối tự nhiên. Mặc chiếc áo sơ mi trắng với cổ bẻ gọn gàng, nắp cúc áo màu trắng, áo sơ mi vừa vặn ôm cơ thể Minh, tôn lên vẻ lịch thiệp chuyên nghiệp. Những nếp gấp nhỏ trên áo sơ mi thể hiện sự tỉ mỉ cẩn thận trong việc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng này. Cánh tay được che phủ bởi bàn tay trắng mịn thể hiện sự chăm chỉ và tinh tế trong việc trau chuồi kiến thức. Những ngón tay thon dài linh hoạt chứa đựng năng lượng và sáng tạo. Quần bò màu đen cơ bản nhưng tinh tế. Quần bò ôm sát vừa đủ tôn lên hình dáng chân thon trẻ trung của mình. Với sự phối màu này, áo sơ mi trắng và quần bò đen tạo nên sự tương phản đơn giản nhưng hiện đại. Đôi giày da màu nâu sạch sẽ, bóng loáng mang lại sự lịch thiệp và chuyên nghiệp. Chú trọng đến việc chăm sóc giày, luôn giữ chúng sạch sẽ, đảm bảo giày trở nên nổi bật bức tranh tổng thể. Đấy. Nghe em thấy không ạ? Ok nhé. Thì để nó đơn giản hơn ấy,
thì chúng ta chỉ cần bắt được những cái ý chính của nó thôi. Đó là gì ạ? Một chàng trai trai trẻ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, giày tây nâu. Đấy. Đấy. Cầm tập hồ sơ đi xin việc. Đấy, chàng trai trẻ người Việt Nam nhé. Người Việt Nam. Đấy nha. Rồi, đi xin việc. Đó. Ở đây là chúng ta muốn vẽ tranh theo cái phong cách nào đó. À, vẽ tranh theo phong cách nào nha, thì Huy hướng dẫn anh chị em là vẽ tranh theo phong cách nào. Ở trong cái cuốn chuyện làm truyện tranh này thì có 5 153 cái phong cách làm truyện tranh đẹp và phổ biến trên thế giới này. Rồi. Ở đây chúng ta có thể là gì ạ? À, chọn một cái phong cách truyện tranh nào đó mà chúng ta muốn, sau đó là chúng ta vẽ theo cái phong cách đó nha. Đấy, ví dụ như là ở đây chúng ta có thể chọn một cái phong cách truyện tranh như này đi. Chuyện này của chúng ta là khá là hiện đại này. Ở đây là chúng ta chỉ vẽ theo cái phong cách thôi nhé, chúng ta không lấy nhân vật, chúng ta chỉ lấy cái phong cách thôi. Ví dụ như là phong cách Doraemon, nhưng mà cái nhân vật chúng ta không phải Doraemon, chúng ta lại nhân vật khác hoàn toàn nhưng theo phong cách đấy. Không ạ? Đó. Đấy, ví dụ như nhân vật như này. Thì mỗi một cái phong cách nó sẽ có những cái kiểu khác nhau. Đúng không ạ? Đấy. Thì chúng ta sẽ tìm một cái phong cách nào đó mà mình thích, phù hợp, sau đó là chúng ta đưa vào. Đấy. Đây, ví dụ như Huy lấy cái phong cách này. Natatsu no Taiza. Đấy, được chưa? Rồi. Vẽ theo phong cách đấy, của Natsuno Taiza đấy, được chưa? Ừ. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ viết là dạ nền trắng, nền trắng hoặc là nền là nền xanh đấy, nền xanh hoặc là nền trắng để làm gì ạ? Để chúng ta tách tách cái nền ra khỏi cái chủ thể nó dễ. Nền trắng hoặc là không nền, không nền, không nền, đấy, no background nhé. Đấy, để mình muốn cái ảnh của mình ấy nó lên độ chi tiết nó cao ấy thì mình ghi là chi tiết cao, đấy, độ phân giải cao, đấy, mình thêm vào đấy là gì ạ? Là 4K vào đấy để cho nó sắc nét hơn nhá. Sau chúng ta copy toàn bộ cái này. Đó, chúng ta đưa vào đây. Được chưa ạ? Chúng ta nhấn Image From. Đưa vào đây, được chưa ạ? Để mà tạo ra nhân vật ấy thì chúng ta gạch gạch AR. Để cái khung hình để chúng ta để là 2 3 thì nó sẽ tạo ra cái nhân vật của chúng ta theo cái chiều rộng như này. Nó sẽ đẹp hơn. Được chưa ạ? Rồi, đầu tiên đó là chúng ta thiết kế cái nhân vật. Thiết kế cái nhân vật này đã. Rồi. Đấy, chúng ta đã nhìn thấy. Anh chị em có nhìn thấy không? Có nhìn thấy cái phần Discord Có. không? À. Rồi. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy cái nhân vật này. Dạ. Tại sao mà Huy không tạo ra một loạt các nhân vật? Tạo ra một loạt cái nhân vật thì nó cũng có cái phần hay. Tuy nhiên tạo ra một loạt nhân vật ấy, thì nhân vật nó sẽ không chi tiết, nó sẽ không sắc nét. Nhá. Sau một thời gian thì Huy thấy rằng là tạo ra một nhân vật này ấy, thì nó hay hơn. Rồi. Với từng này cái nhân vật theo cái phong cách vẽ kia, anh chị em thấy không ạ? Chỉ cần đưa cái tên cái phong cách của cái ông tác giả kia vào ấy
thì ngay lập tức là nó gì ạ, nó vẽ theo cái phong cách đó, hiểu chưa? Và sau này chúng ta vẽ bối cảnh, chúng ta đưa cái phong cách đấy vào, vẽ nhân vật phụ cũng đã đưa phong cách đấy vào, thì nó rất là thống nhất luôn, và nó lại rất là hay, rất là đặc biệt. Đây ví dụ như là chúng ta sử dụng cái cậu thanh niên này, nhìn trông rất là đẹp trai phong trần, đúng không ạ? Dùng cậu này hoặc là cậu này đó, được chưa ạ? Thì chúng ta muốn làm như vậy thì chúng ta upscale lên, chúng ta upscale lên, được chưa ạ? Rồi sau đó thì chúng ta tiếp tục làm cái bước như sau. Rồi sau đó chúng ta copy toàn bộ cái đoạn này, được chưa ạ? Rồi sau đó là chúng ta gì ạ, dùng lại image này, kéo cái nhân vật này xuống dưới, kéo cái hình ảnh này xuống dưới để làm mẫu, sau đó là dán toàn bộ cái này vào, được chưa ạ? Xong nhấn enter. Đầu tiên để chúng ta tạo ra thêm các cái nhân vật khác, chúng ta xem nó có giống với cái nhân vật này không, xem là cái con bot này của mình ấy nó có hiểu ý của chúng ta và nó tạo ra những cái nhân vật giống cái nhân vật này không, được chưa ạ? Ở cái phiên bản trước thì chúng ta có thể tìm được cái seed của cái nhân vật này, tuy nhiên đây đây này, anh chị em thấy này, đây có cái seed của cái nhân vật này này, được chưa ạ? Chúng ta copy cái seed này nhé. Rồi sau đó chúng ta vào đây, chúng ta gõ vào đây. Đấy. Rồi. Ở đây chúng ta xem này. Cái nhân vật này nhá. Cái nhân vật số 3 này nhá. Với bốn cái nhân vật này thì chúng ta thấy là gì ạ? Nó khá là khớp đúng không ạ? Nó khá là khớp rồi đúng không ạ? Đấy. Cái nhân vật này với các nhân vật này thì cái kiểu tóc nó khá là khớp, cái khuôn mặt nó khá là khớp, cái phong cách nó khá khớp, đúng không ạ? Đấy, cái áo cái quần cũng khá là ok rồi đó. Rồi chúng ta thấy cái nào khớp nhất ấy, là chúng ta sẽ sử dụng cái đó làm thêm cái mẫu nữa. Rồi cách tiếp theo này, đó là chúng ta copy toàn bộ cái câu lệnh này, sau đó là chúng ta thêm vào đây cái tham số là sheet đó, chúng ta thêm cái tham số sheet vào đây. Rồi chúng ta kiểm tra xem nó có sự khác biệt nào không, thêm sheet vào đây để làm gì ạ? Thêm sheet vào đây, cái sheet là cái hạt giống, cái hạt giống để bắt đầu để vẽ cái bức tranh đó, cái hạt giống để bắt đầu tạo ra cái bức tranh đó. Thì cái hạt giống mà nó giống nhau ấy thì cái điểm bắt đầu nó giống nhau, và sau đó thì bắt đầu nó tỏa ra nhiều cái biến thể khác nữa, nhưng mà cái hạt giống mà giống nhau thì nó sẽ tạo ra cái hình ảnh nó tương đối giống nhau, nó sẽ tương đối giống nhau nhá. Rồi khi nào mà chúng ta thấy cảm thấy ưng ý rồi thì khi đó bắt đầu chúng ta sẽ đưa thêm các cái trạng thái cảm xúc vào khác nhau. Rồi chúng ta kiểm tra xem nhé. Rồi. À. Đây là cái ảnh gốc này. Và cái ảnh này này. Với ảnh này này. Nó vẫn có điểm giống nhau và có điểm khác nhau nhé, anh chị em thấy không? Và nó gần khớp nhau luôn. Đây bây giờ Huy thử upscale lên cho anh chị em xem. Cái U3 này. Upscale cái U3 lên này. Đấy. Rồi. Cái thằng này. Rồi. Đây. Mở trong trình duyệt này. Mở trong trình duyệt này. Anh
Anh chị em nhìn nhé, là hai cái nhân vật này có giống nhau không ạ? Anh chị em nhìn thấy cái vòng cổ này, cái vòng cổ cũng giống luôn đấy. Mặc dù đây là hai cái khác nhau hoàn toàn nhé, hai cái ảnh khác nhau hoàn toàn nhé, được chưa? Nhưng mà nhìn cho nó gọi là nó khớp nhau rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Kể cả kiểu tóc này, vòng cổ này đấy, đúng không ạ? Rất là khớp nhau này, cái cặp nó đeo này, mặc dù nó có cái sự khác nhau nhé, nhưng mà gì ạ, nó gần là khớp nhau rồi, được chưa? Như vậy là đưa thêm cái sheet vào thì anh chị em thấy là gì ạ, là nó tạo ra cái hình ảnh rất là sát với cái mình mong muốn rồi, được chưa? Vậy chúng ta sẽ lưu hai cái hình ảnh này vào. Chúng ta sẽ lưu hai cái hình ảnh này vào. Ok nhé. Rồi. Đấy. Ôi chết chắc. Cái sheet đó là sheet của hình 1 hay hình 2 hay hình? Sheet của cái hình 3 ấy. Sheet của cái hình 3 ấy. Còn xích ở cái bước 3, cái bước mô tả thứ 3 là lấy cái 1 hay cái 2 ở trên. Xích là lấy của cái này này, của cái hình số 3 này. Đầu tiên mình tạo ra một cái câu lệnh nhá, được chưa? Sau đó chọn một cái hình ảnh nhá. Đấy, sau đó là mình nhấn vào thêm biểu cảm này, được chưa? Nhấn vào cái hình bì thư này, được chưa? Thì nó sẽ gửi cho mình một cái tin nhắn trực tiếp này. Đấy, nó gửi cho mình cái tin nhắn này, và ở đây nó có cái sheet của cái bức hình này, này. Được chưa? Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ lấy cái sheet đấy của bức hình đó, chúng ta đưa thêm vào trong câu lệnh này, đó, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục nâng cấp thêm nhé. Đó là chúng ta sử dụng cái này nhé. Này. Rồi. Đấy. Chúng ta đưa cái thằng này. Đưa thằng này vào. Rồi chúng ta dán cái câu lệnh này vào. Được không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta sẽ đưa thêm cái cảm xúc của cái nhân vật này vào. À, và trong cái cuốn sách này của Huy nó cũng có gì ạ, cái hướng dẫn cho anh chị em 50 cái từ khóa mô tả cảm xúc của con người: hạnh phúc, buồn, phấn khởi, giận dữ, khó chịu, chán nản, bình tĩnh, tự tin, bối rối, thất vọng, xấu hổ, ghen tị, sợ hãi, nản lòng, biết ơn, đấy ạ. Thì chúng ta gì ạ, chúng ta mô tả cái trạng thái cảm xúc của cái người thanh niên này. Thì với cái câu chuyện mà chúng ta vừa rồi chúng ta đọc sơ sơ ấy, thì nó sẽ có những cái cảm xúc như nào ạ? À, đầu tiên đó là cảm xúc là tự tin đi. Đấy. Sau đó lại cảm xúc bối rối này, đúng không ạ? Sau đó là cảm xúc thất vọng này. Sau đó là cảm xúc buồn, đúng không ạ? Đấy. Sau đó lại cảm xúc là gì ạ? Là lo lắng, tự hào, ân hận, đó, được chưa? Rụt rè, đấy, ngạc nhiên, mệt mỏi, không vui, lo âu, đó, đó. Thì chúng ta sẽ đưa vào một vài cảm xúc. Ví dụ ở đây Huy sẽ lấy những cảm xúc như sau: hạnh phúc này. Thì Huy sẽ làm cách này nhỉ? Huy nhấn cái hai cái mũi tên, hai cái dấu ngoặc này nhá. Sau khi đưa vào từ đây là hạnh phúc này. Rồi. Đấy, buồn này, sad này. Rồi. Phấn khởi này, excited này. Đấy. Rồi. Sẽ thêm cái bối rối này. Đấy. Rồi xấu hổ này. Đấy. Rồi biết ơn này. Đấy. Rồi cảm thấy có lỗi này. Đấy. Rồi
cảm thấy nhẹ nhõm này. Đấy. Được chưa ạ? Cái ngoặc này nó có ý nghĩa là gì ạ? Là chúng ta sẽ tạo ra một loạt những cái trạng thái cảm xúc khác nhau của cái người bạn này nhá. Mình sẽ tạo ra một loạt cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Ở đây thì chúng ta sẽ thêm một cái từ nữa, đây là approach. Đấy, để là gì ạ? Là chúng ta sẽ đưa vào cận cảnh. Ở đây là chúng ta muốn thể hiện cái cảm xúc cận cảnh của cái chàng trai này thì chúng ta sẽ đưa approach. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta nhấn enter thì điều gì sẽ diễn ra? Nó sẽ hỏi là mình có muốn tạo ra cái câu lệnh này không? Và khi tạo ra câu lệnh này ấy, thì nó sẽ tạo ra 8 cái câu lệnh khác nhau. Đấy, chúng ta nhấn yes, chúng ta nhấn show prompt này. Đấy, chúng ta không thành công. Đấy, chúng ta nhấn yes. Rồi, anh chị em sẽ nhìn này. Đấy, anh chị em nhìn thấy không ạ? Nó tạo ra 8 cái câu lệnh với 8 cái trạng thái cảm xúc khác nhau. Và khi mà anh chị em có cái tài khoản mà Pro, Midjourney Pro ấy, thì chúng ta có thể cùng một lúc chạy đến 12 câu lệnh, chạy cùng một lúc. Điều này có ý nghĩa gì ạ? Điều này có ý nghĩa đó là chúng ta có thể tăng tốc cái công việc của chúng ta lên rất là nhiều luôn. Đặc biệt là anh chị em nào đã vẽ tranh giống như là anh Thắng Nguyễn thì chúng ta thấy là cái sức mạnh của cái câu lệnh này là vô cùng kinh khủng luôn. Chúng ta, việc của chúng ta nó chỉ là ngồi chờ nó tạo ra thôi. 12 câu lệnh tạo ra cùng một lúc. Được không ạ? Phê không anh chị em? Đó, thì chúng ta tạo ra được rất nhiều cái nhân vật khác nhau. Rồi. À, đã có cái nhân vật hoàn thành này. Rồi. Đấy, chúng ta thấy làm sao ạ? À, thấy cái khuôn mặt là sao ạ? Khuôn mặt tươi cười đúng không ạ? Đấy, khuôn mặt tươi cười này. Đúng chưa ạ? Và gần như là cả bốn cái khuôn mặt này chúng ta đều dùng được. Cái áo, cái quần rất là khớp luôn. Đấy, cái khuôn mặt và cái tóc cũng rất là khớp luôn. Được chưa ạ? Rồi, cái này là gì ạ? Là cảm thấy hơi có lỗi này. Đấy, à, cảm thấy nhẹ nhõm này. Đấy, khuôn mặt này cảm thấy nhẹ nhõm này. Anh chị em thấy không ạ? Vẫn là cái tư thế này nhá, Huy chưa chỉnh tư thế nhá. Huy mới chỉnh là về cái cảm xúc nhân vật thôi. Cái tư thế tí nữa sẽ chỉnh sau. Được chưa ạ? Anh chị em thấy không ạ? Đấy. Rồi. Tiếp theo là cái này. Confuse. Tức là gì ạ? Là bối rối. Đấy, cảm thấy bối rối này. Thế nào ạ? Cau mày không? Anh chị em thấy cau mày không? Đấy, cau mày không? Được không ạ? Đó. Rồi. Đấy, cái này là excited này. Cái này là xấu hổ này. Cảm thấy xấu hổ này. À. Đấy, thì cái này thì nó chưa thể hiện rõ lắm. Cái này là gì ạ? Cảm thấy có lỗi này. Đấy, cảm thấy có lỗi thì nó cũng chưa thể hiện rõ lắm. Ừ, cảm thấy vui vẻ này. Ừ, được chưa ạ? Cái vừa rồi cuối cho ông xin rồi cuối với anh. Sao? Cái vừa rồi cuối anh ghi nhanh quá em ghi không kịp cho em xem lại cái vừa rồi cuối với. Ok. Đây nha. Đây. Đã copy cái prompt này cho anh chị em này. Đấy. Nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục dựa trên cái prompt này nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta không chỉ đưa vào trong cái trạng thái cảm xúc nữa. Đúng không ạ? Đấy, mà ở đây là chúng ta là gì ạ? Thêm vào cái này dynamic pose. Đúng không ạ? Đây, cái bỏ là cái how a fine to apply a job này nha.
mình bỏ đi này, bởi vì khi mà có cái này ấy, thì nó sẽ cái nào nó cũng cầm cái tập file ấy, nó không đúng đó, được chưa? Rồi cái này chúng ta thêm vào đây là từ dynamic dynamic pose đấy, sau đó là chúng ta đóng mở ngoặc này, được chưa? Chúng ta qua cái phần làm truyện tranh này, chỗ này là có 50 từ khóa mô tả những tư thế của con người này, ví dụ như là đang đứng này, standing này, chúng ta đưa vào đây standing này, vậy này, sitting này, sitting này, vậy này, lying down nằm này, cúi này, cúi này, đấy, kneeling này, quỳ này, đấy, walking đi bộ này. Ôm này. Đấy. Rồi là bắt tay này. Đấy. Rồi là duỗi ra, ngáp, gãi, chạm. Nắm tay, holding hand. Đấy. Đấy, rồi là kéo đẩy nâng tựa nhảy múa quay gật đầu lắc đầu nhún vai bò cưỡi trèo đấy đúng không ạ? Rồi thêm một vài cái nữa, ví dụ như là khóc này, crying này, đang khóc này, đấy, rồi đang nói chuyện này, talking này. Đó. Đấy, rồi discussing này. Đấy, là đang 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 trao đổi discussion. Rồi. Đấy, xong chúng ta nhấn enter. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta 11 cái câu lệnh khác nhau. Chúng ta nhấn yes một cái là 11 cái câu lệnh nó gì ạ? Nó chạy thành một hàng luôn. Anh chị em thấy không ạ? Cái cách này cũng giúp chúng ta tiết kiệm vô cùng nhiều thời gian và công sức. Tiết kiệm rất nhiều thời gian công sức của mình luôn. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Chọn ra những cái pose, những cái hình ảnh đẹp nhất. Lúc nãy là Huy quên không bỏ cái phần là hold a file, tức là cầm một cái file để mà đi xin việc ấy, thì bỏ cái đấy đi thì cái hình ảnh nó sẽ hợp lý hơn. À, tuy nhiên thì ở đây là mình đang cho nó cầm cái file này thì cũng được. Đó. Đúng không ạ? Rồi. Thì cái ảnh mẫu nó có cái file cho nên là mình đưa vào, đáng ra cái ảnh mẫu mình không nên đưa vào cái việc cầm nắm cái gì cả, cái ảnh mẫu ấy không nên đưa cái cầm nắm cái gì hết anh chị em, đưa vào nhiều khi nó sẽ sang cái khác. À. Đấy, đây là cái discussing này. Ừ, cái này nó đang mang tính chất đang ngồi này. Đấy. Sitting này. Cái này đang gì ạ? Đang shaking hand, đang bắt tay. Đó, chưa đúng lắm nhá. Đó, cái này đang talking này, đang nói chuyện này. Chưa đúng lắm nhá. Crying này, khóc này. Đấy. Đấy, khóc này. Được chưa ạ? Suy nghĩ này. Đó. Rồi. Pending quỳ à? À, không thể nó quỳ rồi đấy đó, đây là standing đứng rồi, walking đây là đi này, đấy đi là thấy ok này, được chưa? Đây là hugging ôm này, đây là quỳ này, đó đấy, thì đấy là cách để chúng ta tạo ra cái nhân vật của mình. Tất nhiên là chúng ta phải tạo ra nhiều cái thì chúng ta sẽ càng nhiều thì chúng ta càng có nhiều cái phong cách khác nhau. Và có thêm một cái mẹo nữa cho anh chị em này. Có mẹo nữa cho anh chị em này. Đó là gì ạ? Là nếu mà chúng ta muốn làm chi tiết hơn nhé. Thì chúng ta sẽ làm như này. Đây.
Đây nha, chúng ta sẽ có những cái khuôn mặt như này, hầu hết là cái thằng U3 này là đều rất là ok này. Đấy, hầu hết cái thằng U3 này rất là ok này, nó đều rất là khá thống nhất này. Đấy, U3 khá là thống nhất này. Đấy, thì chúng ta sẽ làm cái việc như này nhá. Đây, chúng ta sẽ lưu hết về này. Chúng ta sẽ lưu về này. Sẽ lưu về này. Lưu về này. Rồi, chúng ta sẽ làm cái việc như này. Đó là chúng ta sẽ vào Canva. Hoặc là cách dễ hơn là như này. Cách dễ hơn là như này. Đó, chúng ta vào phần download này. À, chúng ta vào phần hình ảnh này. Chúng ta chọn edit. Chúng ta chỉ cắt lấy cái khuôn mặt thôi nhá. Anh chị em nhớ này, nếu mà mình muốn muốn nhân vật của chúng ta ấy, nếu mình muốn nhân vật của chúng ta nó làm theo những cái hành động, làm theo những cái hành động mà chúng ta mong muốn ấy, thì chúng ta chỉ sử dụng cái khuôn mặt của nó thôi nhé. Đây, chúng ta nhấn vào cắt này. Chúng ta chỉ chọn cái gì ạ? Cái chân dung thôi. Đúng không ạ? Chỉ chọn cái khuôn mặt thôi. Đấy, chúng ta nhấn save và copy. Đó. Nhấn vào. Đấy. Nhân vật. Xếp vào. Rồi. Tắt đi. Đấy, chúng ta lại nhấn vào edit. Đấy ạ. Nhấn vào cắt. Đó. Chúng ta chỉ lấy cái gì ạ? Lấy cái khuôn mặt nó thôi nhé. Đó, chúng ta có thể lấy một hai nhân vật, là một hai khuôn mặt là được rồi. Sau đó ở đây vẫn là câu lệnh này nhé. Vẫn là câu lệnh này nhé. Được chưa ạ? Nhưng mà chúng ta không ở đây. Chúng ta phải up cái hình ảnh lên đã. Up cái hình ảnh nhân vật này lên nhé. Được chưa? Đó. Rồi. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh này vào làm mẫu này. Đưa hai cái hình ảnh này vào làm mẫu này. Đó. Sau đó là chúng ta copy toàn bộ cái câu lệnh này. Đưa vào đây. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ là với cái Dynamic Pose này. Thì chúng ta sẽ đưa vào đây. Đó. Ví dụ như là chúng ta muốn nó ngồi đi. Sitting đi. Đó. Rồi. Đó. Thì nếu mà chúng ta đưa cái nhân vật thôi, cái hình ảnh nhân vật thôi. Cái hình ảnh, cái khuôn mặt thôi. Thì cái hình dáng ấy, chúng ta sẽ điều chỉnh nó dễ hơn. Còn nếu như chúng ta đưa cả cái hình dáng nó đứng ấy, thì bảo nó ngồi ấy, nó rất là khó, nó sẽ không hiểu được cái ý của chúng ta. Nhưng nếu mà chúng ta chỉ đưa cái khuôn mặt thôi thì cái việc mà yêu cầu nó ngồi ấy, nó trở nên dễ hơn rất là nhiều. Rồi, anh chị em thấy không ạ? Rồi. Đấy, chúng ta đã yêu cầu cho nó ngồi rồi. À, vẫn chưa bỏ cái holding file đi, nó cũng được không sao. Được chưa? Bây giờ đấy, là chúng ta sẽ yêu cầu nó là gì ạ? Không phải ngồi nữa mà đang
nói chuyện. À, đang khóc đi. Crying. Đấy. Holding file rồi job bỏ đi này. Đó. Yeah. Crying này. Rồi. Chúng ta thấy sao ạ? Đấy, chúng ta đã yêu cầu nó ngồi, nó ngồi lên ghế rồi này. Đấy, và ngồi rất là đĩnh đạc đàng hoàng luôn. Đó, chúng ta thấy không ạ? Và chúng ta thấy rằng là bốn cái nhân vật này nó đều là gì ạ? Đều rất là khớp với cả nhân vật mà chúng ta yêu cầu. Rất là khớp với cả nhân vật mà chúng ta đã vẽ ban đầu luôn. Cả bốn nhân vật này, kể cả từ áo, quần đến cái kiểu tóc cũng như là đến cái khuôn mặt. Mặt nó sẽ dài dài, nhọn nhọn, nó kiểu hơi lãng tử một tí. Đó. Thì cái khuôn mặt gần như là nó khớp với nhau luôn. Được chưa ạ? Rồi, đây là cái khóc này. Xong chưa? Xong rồi này. Đấy. Thì chúng ta thấy không ạ? Là chúng ta đã đưa nó về cái trạng thái mà thể hiện cảm xúc tốt hơn rất là nhiều. Nếu mà chúng ta để cả cái full body á, thì để mà chúng ta thay đổi cái trạng thái cơ thể của nó thì nó rất là khó. Nhưng mà khi mà chúng ta chỉ lấy cái khuôn mặt thôi ấy, thì chúng ta yêu cầu nó thay đổi trạng thái cơ thể nó dễ hơn rất là nhiều luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Ví dụ như là chúng ta yêu cầu nó làm cái việc khác. Đó là gì ạ? Chúng ta yêu cầu nó là quỳ đi. Quỳ đi. Đấy. Quỳ đi. Hay là nằm đi, lay down. Nằm mới khó. Đây là mình chỉ thử nghiệm thôi nhé. Lay down. Đó. Xem là nó có làm được không. Rồi. Đấy. Chúng ta cũng có thể yêu cầu nó thử một cái nữa là running, chạy. Nếu mà nó chưa nằm ấy thì có mấy cách như sau nhé. Đây. Bây giờ bảo nó nằm, nó chưa chưa kịp nằm này, nó chưa nằm này, thì chúng ta làm như nào? Đấy nhá. Thì chúng ta tiếp tục dùng câu lệnh này nhá. Chúng ta đưa thêm những cái từ khóa tương tự như cái từ nằm nữa. Ví dụ laying down này. Đấy, xong là on the bed này. Ví dụ thế, nằm ở trên giường. Được chưa? Đấy. Rồi tương tự những cái từ nằm nữa là đi ngủ. Sleeping. Sleeping. Đấy, đang ngủ. Đấy. Đấy. Hoặc thêm nữa đó là chúng ta gì ạ? Đưa vào đây cái trọng số của cái gì ạ? Của cái câu lệnh này. Sleeping chúng ta đưa trọng số là 2. Đấy, thì nó sẽ gì ạ? Nó sẽ gọi là yêu cầu như là kỹ hơn. Đây. Đây là đang chạy này. Này, anh chị em thấy không ạ? Thế này là chạy là cũng ok rồi đúng không ạ? Đang chạy như này này cũng ok rồi. Đúng không? Đấy. Đang chạy này cũng là ok rồi. Đó. Đấy. Đó. Anh chị em thấy để ý này, đến cái cánh tay nhé, là cái tay áo nó vén lên ấy. Cái tay áo nó vén lên ấy. Nó cũng vậy, nó cũng rất là thống nhất luôn. Đấy, cái tay áo nó vén lên nó rất thống nhất. Mình chỉ nói là cái áo nó sơ mi thôi, nhưng mà cái tay áo nó vén lên nó cũng rất là thống nhất luôn. Anh chị em thấy không ạ? Đó. Rồi cái cổ áo ấy nó cũng vậy, nó cũng hơi hở hở ra tí, cũng thể hiện nó sự phong trần lãng tử. Đúng không ạ? Đó. Rồi cái thắt lưng nó cũng là lại rất là đơn giản. Đấy. Cái thắt lưng nó lại rất là đơn giản. Chị em để ý kỹ. Cái thắt lưng nó cũng khá là khớp. Đó. Cái thắt lưng nó khá là khớp ở trong các cái bức ảnh. Rồi. Đấy. Như vậy là gì ạ? À, đây là chúng ta đã thấy là gì ạ? Nó đã nằm này.
nằm ở trên giường này. Đấy, đúng không ạ? Đấy. Với cái bức ảnh này ấy, thì nó hơi cái phong cách nó hơi khác một tí, khi mà chúng ta đưa cái background vào thì nó hơi khác một tí, nhưng mà về cơ bản là về tóc, về mặt, về áo, về cái phong cách để cổ áo hơi sâu một tí và có cái dây chuyền đấy, thì nó cũng kiểu kiểu như vậy. Bởi cái phong cách vẽ của cái ông tác giả này là nó kiểu như vậy, đúng không ạ? Nó vẽ nhân vật nó kiểu phong trần như thế đó, đúng không ạ? Nhìn cái cổ áo nó cũng cũng để hở vài cái cúc ở bên dưới này đấy, đúng không ạ? Đó. Đó, về cơ bản thì nó vẫn khớp thôi, về cơ bản vẫn khớp, chẳng qua mình đưa thêm cái màu vào đây thì trông cái màu nó đậm hơn một tí thôi, chứ còn về cơ bản thì nó vẫn khớp, được chưa ạ? Như vậy ở đây là có mấy cái lưu ý anh chị em này. Cái thứ nhất đó là chúng ta sử dụng cái khuôn mặt thôi, chúng ta tạo ra một khuôn mặt, sau đó chúng ta sử dụng cái khuôn mặt đó để mà chúng ta gì ạ, để mà chúng ta làm mẫu. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta gì ạ, copy toàn bộ cái câu lệnh mà giúp chúng ta tạo ra cái nhân vật đó đưa vào. Đấy. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta sử dụng cái sheet này. Thực ra cái sheet này thì Huy thấy nó cũng không quan trọng lắm đâu. Bây giờ chúng ta thử nhé, chúng ta thử bỏ cái sheet đi nhé. Đấy, vẫn là đang chạy này. Đấy, và bỏ cái sheet đi. Thì về cơ bản nó vẫn ra khớp như thế. Đấy, kể cả không có sheet nó vẫn ra, anh chị em nhé. Nhưng mà có sheet thì nó khớp hơn một tí, mỗi thứ một tí, mỗi thứ một tí. Ừ, được chưa ạ? Rồi, thêm cái nữa mà chúng ta để cái style này nó giảm đi một tí. À, chúng ta kiểm tra nhé, khi chọn cái setting này, chọn setting nhé, nó đang version 5 này, chúng ta chuyển sang cái raw mode này, được chưa ạ? Chúng ta để style low này, được chưa ạ? Nhá, để style low và raw mode nhé, được chưa ạ? Bây giờ chúng ta quay trở lại, chúng ta dùng cái này, được chưa ạ? Không cần sheet, đó. Ừ. Rồi, running. Chạy chưa? Chạy chưa? Chưa. Đây vẫn là có sheet này. Đây vẫn có sheet này. Đây. Đây là cái câu lệnh mà Huy đã bỏ sheet đi rồi. Anh chị em thấy này. Bỏ sheet đi rồi, nó vẫn là chạy này. Và nó vẫn vẫn rất là khớp. Đúng không ạ? Về cái hình ảnh nhân vật nó vẫn rất là khớp. Về cái kiểu tóc, về cái kiểu áo, cái kiểu xắn tay áo và để hở ngực. Đấy, có điều là thằng này nó không có, có thằng thì có dây chuyền, cái thằng không có dây chuyền thôi. Được chưa ạ? Thì cái đấy là cái đơn giản, cái dễ, không không khó. Được chưa ạ? Khá là khớp so với cả thằng chạy này. Anh chị em nhìn này. Đúng không ạ? Thằng chạy này với thằng chạy này. Đó, về cơ bản nó cũng vẫn giống nhau thôi. Đấy. Được chưa ạ? Cơ bản là khá là giống nhau, cũng không có khác biệt nhiều lắm, được chưa ạ? Nhá, kể đây là câu lệnh không có sheet nhé. Rồi, đây là cái câu lệnh với style raw và không có sheet, style raw và không có sheet, thì về cơ bản nó cũng sẽ tương tự như vậy. Đấy, nó cũng không có nhiều thay đổi lắm, nhưng cái style raw ấy, thì nó sẽ bám sát hơn vào trong câu lệnh của mình, nó ít sáng tạo hơn. Và Huy cũng để cái style low, cái style low đấy, cái style là S50 thôi, không phải để 750, thì nó sẽ bám sát hơn cái câu lệnh của mình thôi, được chưa ạ? Ừ. Với cơ bản là cũng ok nhá. Đấy, thì chúng ta sử dụng thêm một số cái mẹo đó để chúng ta xử lý. Có những trường hợp như này, có những trường hợp là mình ở đây là cái trường hợp đơn giản là chúng ta không thấy sự khác biệt của các cái sự thay đổi, cái style raw rồi là cái sheet. Nhưng với một số trường hợp khác, nếu như mà chúng ta tạo mà không được ấy, thì chúng ta biết là chúng ta thử thay đổi những cái tham số đấy. Huy không dám chắc 100% là anh chị em sử dụng cái style, sử dụng cái sheet, sử dụng cái raw thì nó sẽ đạt được kết quả. Việc của chúng ta đó là phải thử nghiệm. Cái cách vẫn là cái hình ảnh này, có người sử dụng style raw thì ra thì hợp lý, thì đúng ý mình,
nhưng có người sử dụng thì lại không ra. Cho nên không có một cái công thức nào để mà gọi là cố định hết. Việc của chúng ta đó là phải thử nghiệm. Và có nhiều cái cách khác nhau để chúng ta thay đổi, để chúng ta tùy biến. Đúng không ạ? Ví dụ tùy biến về trạng thái cơ thể, tùy biến về cảm xúc, tùy biến vào những cái tham số. Thì Huy cho anh chị em những cái tham số để anh chị em thử nghiệm. Chứ Huy không nói rằng cứ dùng cái tham số này là kiểu gì nó cũng ra. Đấy. Cái công thức thì Huy cho anh chị em đó là sử dụng cái khuôn mặt. Đúng không ạ? Tạo ra khuôn mặt bằng những cái câu lệnh đó, sau đó sử dụng cái khuôn mặt đó để mà tạo ra những cái hành động và những cái cảm xúc khác. Cái này là cái công thức là Huy thấy rằng nó đã rất là hợp lý và rất là hiệu quả rồi. Việc của chúng ta đó là gì ạ? Là thử nghiệm. Nếu như mà nó đúng để đạt được cái kết quả của mình thì đấy là cái ok. Còn nếu mà nó không đúng thì cũng không sao cả. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Thử nghiệm tiếp. Tóc bay tí nữa thì đẹp hơn. Rồi, anh chị em nào mà ở trong cái lớp này thì chúng ta sẽ đăng ký cái email ở trong nhóm để Huy gửi cái cuốn sách cho anh chị em nhé. Anh chị em nào đã mua cái khóa này thì chúng ta sẽ được tặng cái cuốn sách đấy nhé. Đó. Rồi, như vậy là Huy đã hướng dẫn anh chị em cách để tạo ra nhân vật chính. Nhân vật chính, nhân vật phụ, nhân vật phản diện thì đều dùng cách này để tạo ra nhân vật. Được chưa? Và chúng ta tạo ra nhân vật trước, tách biệt khỏi cái bối cảnh. Sau đó chúng ta tạo ra cái bối cảnh riêng. Bây giờ Huy hướng dẫn anh chị em cách tạo ra cái bối cảnh. Tạo ra bối cảnh thì chúng ta nhớ là như này. Thứ nhất, đó là chúng ta copy toàn bộ cái đoạn dưới này, drawing by này. Đấy, đến cái đoạn này. Nha. Bối cảnh này. Đấy. Thì cái bối cảnh ở đây nó là một trong cái văn phòng trong office. An office. Đấy ạ. Đấy, an office, một cái office này là hiện đại, modern. Đấy. Modern office hay là một cái office bình thường như nào đó, được chưa ạ? Nhưng mà nhớ này, nhớ cái quan trọng nhất là cái style này là chúng ta phải thống nhất này. Được chưa ạ? Cái background này chúng ta bỏ đi nhá, no background chúng ta bỏ đi này. Cái khung hình này thì chúng ta để khung hình là gì ạ? Là 3 2. Được chưa ạ? Thậm chí là 3 1. 3 1 để làm gì ạ? Để chúng ta tạo ra cái khung hình nó lớn. Đó. Được chưa ạ? Và chúng ta muốn mô tả là cái bàn làm việc hoặc là cái ông giám đốc ngồi phỏng vấn thì chúng ta có thể đưa thêm vào đây. Chút nữa chúng ta sẽ đưa thêm vào đây nha. Rồi. Một cái văn phòng làm việc. Đấy, thì chúng ta cứ thử nghiệm trước đi. Một cái văn phòng hiện đại đi. Xong chút nữa là chúng ta sẽ gì ạ? Sẽ vẽ một cái bàn phỏng vấn. Rồi. Được chưa ạ? Mình sẽ copy cái này cho anh chị em. Dạ. Rồi. Tại sao mình lại để cái khung nó dài như vậy? Để khung nó dài như vậy để gì ạ? Để mà mình chọn được các cái góc khác nhau. Khi mà chúng ta đưa vào làm nền ấy, chúng ta chọn được các góc khác nhau. Dạ. Rồi. Ở đây ấy, thì vẫn là một cái office, nhưng mà ở đây chúng ta có một cái bàn bàn phỏng vấn. Bàn phỏng vấn đó là gì ạ? Là phỏng vấn là bàn phỏng vấn đấy, interview desk hoặc là gì ạ, bàn giám đốc đấy, bàn giám đốc tức là ông này ngồi, ông giám đốc ông ngồi ở phía sau cái bàn, đúng không ạ? Đó rồi, anh chị em thấy không ạ? Đây là một cái văn phòng làm việc đấy, thì chúng ta vẽ cái văn phòng làm việc này trước, sau đó chúng ta vẽ ông giám đốc, sau đó chúng ta gì ạ, ghép ông giám đốc vào trong cái văn phòng làm việc đấy. Rồi đây chúng ta vẽ ông giám đốc nha, một vị giám đốc đấy, trung niên đó.
mặc vest, mặc vest đen sang trọng, được chưa? Ngồi sau bàn làm việc. Đấy. Trong gì ạ? Trong văn phòng hiện đại, được chưa? Đấy, mình vẽ ông giám đốc luôn, đưa ông ấy ngồi vào trong cái ghế luôn, được chưa? Ngồi ngồi trên chiếc ghế, ngồi trên ghế giám đốc. Sitting on trace chair. Đấy. Đấy. Sau là copy cái drawing by store này vào. Được chưa ạ? Đấy. Đến đây thôi. Đó. Nhấn phẩy một cái. Rồi. Đây. Khi mà chúng ta đưa vào cái bàn phỏng vấn đó, thì ngay lập tức nó có cái bàn đây. Được chưa ạ? Có cái bàn phỏng vấn ở trong cái văn phòng làm việc này. Đó. Rồi. Đây là ông giám đốc ngồi lại, quay lưng lại. Behind. Đấy, ngồi quay lưng lại. Đó. Đấy, đây là ông lại ngồi ngồi quay lưng lại với cả ông giám đốc. Đấy, thì với cái khung cảnh mà có ít người, nó có khoảng hai người ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể là gì ạ? Đưa cả cái nhân vật đấy vào. Được chưa ạ? Chúng ta có thể đưa cả nhân vật đấy vào. Rồi. Chúng ta có thể đưa cả cái nhân vật này của chúng ta vào. Đấy. Behind your desk, in a interview. Đấy, tức là đang phỏng vấn. Interview. Đấy. Interview ở gì ạ? Ở trang trang interview một cái cậu trai trẻ ở Việt Nam với cái wearing này, copy cái toàn bộ cái đoạn này vào. Đấy. Đó. Được chưa? Rồi. Đấy. Như vậy là gì ạ? Là chúng ta thử ghép cả hai cái nhân vật vào trong cái bức tranh bằng cách là gì ạ? Đưa cái nhân vật này cộng với cả cái gọi là cái mô tả. Đấy, đưa nhân vật này cộng cả mô tả vào bên trong modem, đúng không phải modem, đúng không? Ok. Vào bên trong cái văn phòng. Đấy, chúng ta ghép luôn bởi vì ít nhân vật ấy, nếu mà có khoảng 1 đến 2 nhân vật ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể ghép luôn. Và chúng ta tạo hình ông giám đốc trước nhé. Chúng ta tạo hình ông giám đốc xong rồi ta ghép vào. Đấy, thì đây là gì ạ? Đây là cậu này là cậu đã ngồi trong gì ạ? Trong cái văn phòng rồi này. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, thì khá là khớp rồi. Rồi, bây giờ mình đưa thêm cái việc mà phỏng vấn vào, chúng ta đưa lên cao lên. Nhưng mà trước khi đó ấy, là chúng ta phải tạo hình ông giám đốc đã. Tạo hình ông giám đốc đã. Tạo hình ông giám đốc trước nhé. Đấy, một vị giám đốc trung niên, mặc vest đen, sang trọng. Đấy, ở đây thôi. Đang ngồi. Đang ngồi trên ghế làm việc. Đấy. Tạo hình ông giám đốc trước
vẫn là nhớ này, luôn luôn bám theo cái phong cách nha, luôn luôn bám theo cái phong cách này nha, luôn luôn bám theo cái phong cách này, đúng không ạ? Đấy. Cái chỗ này là chúng ta chọn cái khung hình là 23. Đó. Chúng ta tạo hình cái ông giám đốc đó để cho manager. Manager hoặc là director là được. Director. Director. Đó. Rồi. Mình bỏ cái đoạn này đi. Đấy, chọn no background. Đó. Mid age thì mình cho vào đây là 40 tuổi. 40 years old. À. Đây là gì ạ? Đây là ông giám đốc theo cái phong cách vẽ của cái ông tác giả đó. Đấy nha. Đấy, ông giám đốc này vẽ theo cái phong cách của ông tác giả đó. Đấy. Với cái áo vest là sang trọng. Đó. Đấy, anh chị em thấy là ông nào trông ra dáng giám đốc, ông nào cũng manager cũng đẹp trai à, đúng không? Thế cái phong cách đấy nó sẽ nó vẽ theo kiểu đó. Nếu mình không đưa cái phong cách này vào mà đưa phong cách khác vào thì nó vẽ theo kiểu khác, đúng không ạ? Anh chị em thấy gọi là giám đốc này có ấy không, sành điệu đấy. Ừ, đây ví dụ như ông này thấy ok này, đó nhìn trông mặt đăm đăm khó khó này, này. Đấy, thì mình có thể là upscale với ông này lên đấy. Đây với phong cách này thì giám đốc mà 40 tuổi nó trông như này đấy, kinh chưa? Director này, đấy, trông này. Đó. Đấy cũng ngầu chứ nhỉ. Ngầu mà đẹp trai chứ, đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta nếu như mà muốn bỏ đi cái luxury này đi thì nó sẽ trông nó sẽ khác nhé. Ừ. Đấy, ông giám đốc này thì làm sao ạ? À, trông như nào ạ? À, 50 tuổi đi. 50 tuổi đi. Đấy. À, với khuôn mặt thì sao ạ? Khuôn mặt là với khuôn mặt là sao ạ? Khuôn mặt là gọi là già nua hả không ạ? Khuôn mặt mà Nghiêm nghị. nghiêm nghị đi, nghiêm nghị. Đấy. Nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc, nghiêm túc, nghiêm túc. Đấy. Rồi. Đó. Elegant siêu. Elegant siêu. Black siêu. Black siêu. Đó. Mr. S mình cho là 40 tuổi. 50 tuổi đi. 50 tuổi đi. Đấy. Rồi. Phong cách này hay phết đấy chứ nhỉ? Như em thấy phong cách này hay phết. Rồi, chúng ta chỉ cần thay đổi phong cách một phát, nó sẽ ra một cái khác hoàn toàn luôn nhé. Chỉ cần thay đổi cái phong cách thôi là nó ra khác hoàn toàn luôn. Đó. Đấy. Đấy, cái phong cách này nó vẽ rất đẹp luôn nhé. Vì thấy vẽ đúng phong cách kiểu truyện tranh rất là hiện đại. Rồi, đây. Gì đấy? Không hiểu gì á? Vâng, Ừ. Ừ. Ok.
Rồi. Rồi. Anh chị em nhìn thấy cái ông giám đốc này không ạ? Đây là mình tạo hình cái ông giám đốc nhá, mặt nghiêm nghị này. Được chưa ạ? Đấy. Ok không ạ? Rồi. Thì copy cái câu lệnh này gửi cho anh chị em để anh chị em tham khảo này. Rồi. Đây là cách để chúng ta tạo hình ra nhân vật chính này, nhân vật phụ này. Được chưa ạ? Sau đó là chúng ta gì ạ? Ghép vào trong cái gọi là background hay là cái phông nền của mình. Rồi. Anh chị em thấy sao ạ? Anh chị em thấy là với cái phong cách này cộng với cách vẽ này thì chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều những cái trạng thái cơ thể khác nhau này, các cái cảm xúc khác nhau này. Được chưa ạ? Đấy. Và việc của chúng ta đó là gì ạ? Là tinh chỉnh. Việc của chúng ta khi mà vẽ là chúng ta phải tinh chỉnh. Cho nên là chúng ta phải rất là kiên nhẫn, đúng không ạ? Kiên nhẫn để tìm ra được cái góc độ này, rồi là những cái trạng thái cơ thể mà nó đúng với cái mong muốn của mình, giống cái kịch bản, giống như là cái mà mình đã suy nghĩ ở trong đầu mình, đúng không ạ? Rồi, bao nhiêu anh chị em chúng ta đã nắm được cái cách để mà tạo ra nhân vật một cách thống nhất rồi, thì hãy comment xuống là gì ạ? Là ok đúng không ạ? Còn nếu như mà ai chưa nắm được, chưa hiểu thì hãy comment xuống là dạ là chưa hiểu. Nếu mà anh chị em thấy là Huy đi nhanh quá hoặc là đi chậm quá thì anh chị em là hãy comment xuống là hiểu hay là chưa hiểu. Nếu mà mình cảm thấy ok rồi thì comment là ok đúng không ạ? Còn nếu anh chị em không comment thì Huy mặc định là anh chị em đã hiểu. Đúng không ạ? Không comment thì Huy mặc định là hiểu và Huy đi tiếp nhá.